Tối cường cuồng bạo yêu nghiệt hệ thống chương 710, hạt vũ. Trong sân. Thanh niên xóa đi bên miệng vết máu, hắc hắc. Ngăn cản ta tìm kiếm chân tướng nha, rất tốt. Một ngày nào đó, ta sẽ vỡ vụn cái kia thương thiên đại thủ, đẩy ra từng lớp sương mù, tìm kiếm ra vận mệnh của ta, còn có yêu nghiệt hệ thống bí mật căn bản. Cộc cộc, viện cửa bị đẩy ra, đi vào một người. Kim sắc lưu ly váy dài, ánh mắt xanh biếc, tràn đầy linh khí. Giáng người yểu điệu linh hạt phái trưởng giáo, thấy được phía trước thanh niên, lập tức là khách khí cười nói nói, bản trưởng giáo, không có quấy rầy đến tầng thiên các hạ đi. Hai ngày này, tại ta linh hạt phái, ở còn hảo. Làm sao lại thế, nơi này chính là linh hạt phái, trưởng giáo đại nhân nghĩ lúc nào tới, thì tới lúc đó, ta chỉ là người ngoài mà thôi, tầng thiên chưa từng đứng dậy, mỉm cười trả lời, có chuyện nói thẳng đi, ta nghĩ trưởng giáo, nhất định là có chuyện. Ừ. Linh hạt phái trưởng giáo, ngồi ở thanh niên đối diện tần thiên công tử, bản trưởng giáo tục danh hạt vũ, người kêu tên của ta, là có thể, về phần sự tình à, không cần ta nói tỉ mỉ, lấy tần thiên công tử cơ trí, chẳng lẽ đoán không được. Mời ta giúp các ngươi linh hạt phái, ứng phó diệt vương tông. Tần thiên một câu nói toạc ra, đám này bận biệu, ta cũng không phải cái gì người tốt. Vô duyên vô cố. Hạt vũ trưởng giáo, ngươi nói đúng đi. Minh bạch thanh niên trả lời tại hạt vũ trong dự liệu tần thiên các hạ giúp ta linh hạt phái một chút sức lực bản trưởng giáo nguyên bản đem bản tông bảo vật trấn tông linh tuyền tinh hoa phân cho tần thiên các hạ một phần diệt vương tông đủ kiểu khiêu khích khó chính là vì bởi vì ta linh hạt phái được trời ưu ái hoàn cảnh địa lý dựng dục ra một tòa linh tuyền tinh hoa hồi nhớ ngày đó bản trưởng giáo vẫn chỉ là một đầu linh trí chưa mở tiên hạt yêu thú quanh năm suốt tháng uống cái kia linh tuyền tinh hoa, mới chậm rãi thuế biến hình người, tu vi tấn thăng nơi này. Linh hạt phái, còn có như thế bí mật. Tần thiên quả thực ngoài ý muốn, linh tuyền tinh hoa, cốt A, dù sao ta buồn bực ngán ngẫm. Xin hỏi hạt vũ trưởng giáo, Diệt Vương Tông thực lực. Diệt Vương Tông trưởng giáo, là thượng vị chuyển sinh cảnh 99 bước tồn tại. Bản trưởng giáo ngược lại không sợ hãi, có thể ứng phó hạt vũ khuôn mặt tràn đầy tự tin tiếp mà lấp lóe một tia lo âu duy chỉ có là ta linh hạt phái đại trưởng lão tại ba năm trước đây một lần ra ngoài vô ý vẫn lạc linh hạt phái đau mất để trụ trái lại diệt vương tông đại trưởng lão hạ vị chuyển sinh cảnh 99 mươi bước tu vi khó mà có người kiềm chế tăng thêm diệt vương tông cùng tà u cung tương giao tấp nập tà u cung cũng là cái này trèo lên thiên linh vực biên thùy chi địa một phe thế lực hùng hồn nội tình cùng độ mạnh so với ta linh hạt phái Diệt Vương Tông còn mạnh hơn bên trên như vậy một bậc. Trước kia tà U Cung không khó là bởi vì muốn xem ta Linh Hạc Phái cùng Diệt Vương Tông lưỡng bại câu thương, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi chiếm đoạt hai chúng ta thế lực tài nguyên địa bàn. Nghe đứng lên, Linh Hạc Phái có thể nói là hai mặt sở ca, tràn ngập nguy hiểm nha. Tần Thiên Long mày dựng thẳng lên lấy bất biến ứng vạn biến a, chờ Diệt Vương Tông khó, ta sẽ cho bọn hắn một kích nặng nề. Đại giới là trước tiên đem cái kia linh tuyền tinh hoa, phân ta một phần. Ta đây thần cấp kỷ nguyên cảnh 99 bước tu vi, có chút theo không kịp tiết tấu. Nghe vậy, hạt vũ trầm ngâm hồi lâu, tốt a à, tần thiên công tử đi theo ta. Một chút, linh hạt phái sâu trong lòng đất, nơi này lại là một mảnh, tự nhiên mà thành, phạm vi không nhỏ động rộng rãi. Tứ phía vách tường, lân quang lấp lóe Ngay phía trước, trên vách tường chậm rãi, một giọt, một giọt, lưu lại màu sắc rực rỡ chất lỏng, hội tụ đến dưới một cái trong chỗ lõm. Lỗ khảm bên trong đựng đầy màu sắc rực rỡ chất lỏng, bất quá nửa bát phân lượng. Cái này lỗ khảm đựng đầy linh tuyền chất lỏng lời nói, muốn thời gian 2-3 năm không giống nhau, bây giờ cái này nửa rảnh linh tuyền chất lỏng, tần thiên các hạ, bỏ qua cho hạt vũ trưởng giáo, thanh âm mấy phần ấy nấy nhắc nhở nói. Ha ha! Quyền đương tạm, nơi nào có mọi chuyện đều hoàn mỹ, tần thiên cất bước đi lên trước, vung tay lên nửa cái lõm linh tuyền chất lỏng lộc cộc lộc cộc quát nói trong bụng rầm rầm đúng hạn tới cuồn cuộn thuần hậu xa xăm vận vị năng lượng trong lòng phi ngũ tạng lục phủ ở giữa lan tràng tầng tầng lớp lớp tráng bay, bao vây thanh niên thân thể quanh quẩn bay múa tựa như một cái kén tầm để cho người ta ẩn tàng trong đó tiếp nhận gột rửa cùng trưởng thành hạt vũ trưởng giáo đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn coi như là cho thanh niên hộ pháp thiên địa thánh tử vương giả tư chất chiến lực kiên quyết không kém cỏi trèo lên thiên linh vực bên trên những cái kia cự đầu thế lực bồi dưỡng được cái thế kỳ tài chỉ là không biết hắn đột phá cảnh giới về sau có thể mang đến cho ta bao nhiêu trợ giúp mấy chục ngày tình cảnh trong nháy mắt đi qua linh tuyền tinh hoa chất lỏng năng lượng bị tầng thiên toàn bộ đặt vào huyết nhục trở thành sức mạnh của bản thân đinh đinh chúc mừng chủ ký sinh hấp thu luyện hóa linh tuyền năng lượng chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp tiên vị kỷ nguyên cảnh một bước chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp tiên vị kỷ nguyên cảnh hai bước chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp tiên vị kỷ nguyên cảnh ba bước chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp tiên vị kỷ nguyên cảnh mười bước chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp tiên vị kỷ nguyên cảnh hai mươi bước chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp tiên vị kỷ nguyên cảnh ba mươi bước Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp tiên vị kỷ nguyên cảnh 34 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp tiên vị kỷ nguyên cảnh 74 bước. Hô! Đại công cáo thành. Mở to mắt, con ngươi chiếu rọi ra, thần thái quan mang, xuyên qua vạn cổ. Tần thiên xoay người, hướng phía hạt vũ trưởng giáo chấp tay, nhiều tạ hạt mưa trưởng giáo tín nhiệm, trước tiên đem linh tuyền tinh hoa cho ta phục dụng, ngươi yên tâm, diệt vương tông đến rồi, ta xác định vững chắc giúp hết toàn lực, giữ gìn các ngươi linh hạt phái. Suy bụng ta ra bụng người, bản trưởng giáo luôn luôn như thế, hạt vũ khẽ gật đầu. Không có bái thiếp, không có tuyên chiến, mưa dầm rã rít, mây đen dày đặc. Diệt vương tông đại quân, trong khoảnh khắc, trú đóng ở linh hạt phái bên ngoài. Ngọn núi bên trên, hạt vũ trưởng giáo, nhìn qua bên ngoài tông bị vây chật như nêm cuối nói thế nào khuôn mặt, đều là nặng nề rất nhiều. Đứng ở hắn bên cạnh thanh niên áo trắng, ngược lại là thờ ơ, ha ha, hạt vũ trưởng giáo, nghiêm mặt làm gì, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu cũng được, như vậy một cái diệt vương tông, lật không nổi bao nhiêu sóng gió tới. Có khí phách, nói ra lời này người trẻ tuổi, chỉ một mình ngươi đi, hạt vũ cười ngượng ngùng, ta đã trải qua phân phó, toàn tông chuẩn bị chiến đấu, dĩ dật đãi lao. Nhìn hắn diệt vương tông, là như thế nào phách lối pháp? Trậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy, thân mặc áo giáp, khí diễm kinh khủng diệt vương tông trưởng giáo, khôi ngô cao lớn, trung niên hình dạng. Bên cạnh hắn đứng, không phải Diệt Vương Tông trưởng lão, đệ tử, mà là một người mặc trường sam, ánh mắt xảo trá nam tử. Tà U Cung Đại trưởng lão. Thượng vị chuyển sinh cảnh 80 bước tu vi. Diệt Vương Tông trưởng giáo, lần này bản trưởng lão tự thân xuất mã, liên thủ với ngươi, ứng phó linh hạt phái, những người khác không đáng để lo, chỉ có linh hạt phái trưởng giáo, có chút thủ đoạn. Tà U Cung Đại trưởng lão âm trầm nói nói, đã nói trước nha. Không thể giết nữ nhân kia, chúng ta trưởng giáo nhưng là muốn, thu phục nữ nhân này thành làm vật để cưỡi. Thu phục, linh hạt phái trưởng giáo làm vật để cưỡi. Liên miên chập trùng rừng rậm trong núi lớn. Người khoác áo giáp, khí thế giữ tận diệt vương tông trưởng giáo, nghe bên cạnh tà u cung đại trưởng lão nhắc nhở, trong lòng không khỏi cười lạnh, hừ. Bản trưởng giáo há có thể như ngươi mong muốn. Linh hạt phái trưởng giáo hạt vũ thực lực không dưới ta, các ngươi tà u cung thế lực so với ta diệt vương tông còn phải cao hơn một bậc, nếu hạt vũ trưởng giáo, bị tà u cung trưởng giáo thu làm vật để cưỡi. Cho dù là diệt linh hạt phái, diệt vương tông rất nhanh, sẽ cho tà u cung thôn vệ đi, đến lúc đó bản trưởng giáo bất chấp tất cả, trước hết giết cái kia hạt vũ lại nói. a, à, diệt vương tông trưởng giáo đại nhân, giống như cảm thấy có chỗ không ổn sao. Tà u cung đại trưởng lão, con ngươi âm độc. Không không. Diệt vương tông trưởng giáo, ngoài cười nhưng trong không cười, dối trá giải thích nói đường đường một tông chi chủ, thu làm vật để cưỡi. Ta chẳng qua là cảm thấy tà u cung trưởng giáo, thực sự là hảo khí phách nha. Yên tâm, ta và cái kia hạt vũ thù hận quá sâu, tự nhiên so với ai khác đều hy vọng, nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Lúc đó chúng ta liên thủ, chèn ép trọng thương nàng về sau, liền giao cho ngươi xử trí mang đi. Ha ha ha. Tà U Cung đại trưởng lão ngửa mặt cười, diệt vương tông trưởng giáo, quả nhiên là một thức thời vụ người nha. Mưa gió nổi lên, thời tiết phá lệ lờ mờ. Đến rồi hôm sau, thiên không vừa mới tạnh, tinh phong huyết vũ mở màn, chính là mở ra. Diệt vương tông trưởng giáo, tay cầm một thanh trường thương, đứng sừng sững ở linh hạt phái bên ngoài trên hư không, lạnh lùng quát nói hạt vũ tiểu nương môn. Cúc ngay đi ra hôm nay chính là ngươi linh hạt phái hủy diệt này. Ta đi ra ngoài trước chiếu cố hắn. Hạt vũ trưởng giáo, hướng về phía chư vị linh hạt phái trưởng lão nói một tiếng, quần áo phiêu động, thân hình lấp lóe xuất hiện ở diệt vương tông trưởng giáo phía trước. Hừ! Thực sự là ý nghĩ hảo huyền, ngươi diệt vương tông đối với ta linh hạt phái khai chiến, có một đoạn thời gian rất dài đi, một lần kia không phải nói, muốn tiêu diệt ta linh hạt phái, kết quả là, bất quá là nói khoác mà không biết ngượng. À, hôm nay có ta giúp hắn hạc vũ trưởng giáo khuyên ngươi lập tức thúc thủ chịu trói nếu không tà u cung đại trưởng lão đứng ở diệt vương tông trưởng giáo bên cạnh chúng ta trưởng giáo có lời sẽ không giết ngươi chỉ là thu ngươi làm tọa kỵ lúc đó dưới một người trên vạn người hạc vũ trưởng giáo ý như thế nào nha nhìn thấy tà u cung đại trưởng lão hiện thân hạc vũ gương mặt mấy phần khó coi trầm trọng hừ các ngươi tà u cung diệt vương tông quả thật trắng chuột một ổ. Sắp chết đến nơi, mở lời kiêu ngạo. Nạp mạng đi. Diệt vương tông trưởng giáo, đâm ra một thương. Vạn trượng gần sóng, tiêu diệt thiên cổ. Thượng vị chuyển sinh cảnh 99 bước tu vi, triển lộ không bỏ sót. Hơn nữa hắn tìm hiểu là kim thuộc tính pháp tắc, dung nhập thương pháp, lăng lệ bể nghệ, thế không thể đỡ. Tại thiên vị chuyển sinh cảnh trở xuống, xem như chiến lực trác tuyệt hung hãn tồn tại lệ ly hạt vũ trưởng giáo hai tay chậm rãi bằng triển khai phía sau mây mù bốc lên thông thiên tế nhật một đầu vô hạn khổng lồ cao quý chính là tiên hạt chim thú hư ảnh hiện ra to lớn tiên hạt toàn thân phủ đầy thanh sắc hổ phách giống như lông vũ móc sắc mỏ chim hạt lợi trảo phong mang tất lộ hồng hộc rầm 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 tiên hạt bay đi ra ngoài hai cánh vỗ vỗ các bay đá chạy không có gì sánh kịp phong bạo đem cái kia diệt vương tông trưởng giáo thế công hóa giải bao phủ. Linh hạt phái trưởng giáo, quả thật một đầu thần thú tiên hạt biến thành. Tà U cung đại trưởng lão, con ngươi nghiêm nghị, hừ. Cho ta đi vào khuôn khổ. Không tốt. Tà U cung đại trưởng lão, là thượng vị chuyển sinh cảnh 80 bước tu vi, một khi cùng diệt vương tông trưởng giáo liên thủ, trưởng giáo đại nhân thế tất không cách nào chống lại. Linh hạt phái các trưởng lão, sắc mặt lo lắng không cần ồn ào, ta đi giúp nàng, một đạo tản mạng thanh âm vang vọng, áo trắng như tuyết thanh niên, phía sau không gian chi dực triển khai. Bành! Bành! Tà U Cung đại trưởng lão con ngươi co vào, đột nhiên nhanh lùi lại, hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ, định nhãn xem xét, trước phương bất biết rồi khi nào, đứng đấy một cái sau lưng mọc lên ánh sáng màu bạc cánh, áo bào màu trắng thanh niên, tiên vị kỷ nguyên cảnh 74 bước tu vi tiểu tạp toái. Ngươi là người phương nào, cũng dám ra đây chịu chết. Dĩ nhiên cùng diệt vương tông trưởng giáo, giao phong đến một khối hạt vũ trưởng giáo, tầm mắt một tia lo lắng, nguyên bản, hắn chỉ muốn, để tần thiên miễn cưỡng kiềm chế một chút diệt vương tông, hạ vị chuyển sinh cảnh 99 bước tu vi đại trưởng lão, ai ngờ nói bây giờ, đổi thành tà u cung, thượng vị chuyển sinh cảnh 80 bước tu vi đại trưởng lão. Ha ha! Một câu, cút ngay. Bằng không thì, ngươi sẽ chết ở chỗ này, hắc sắc phất động, tần thiên khóe miệng mỉm cười phát tiết ra không có gì sánh kịp cường giả cái thế khí phách uy khiến người sợ hãi ha 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 linh hạt phái lúc nào ra một cái ngươi cùng vọng như vậy ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng tiểu tử đợi ta bắt giữ ngươi xua tan hồn phách tà u cung đại trưởng lão bàn tay cầm ra không có gì là một trảo ẩn chứa vô cùng vô tận thần lực khóa chặt trấn áp phía trước thanh niên để cho người ta giống như lúng vũng bùng không thể động đậy. Đinh Đinh Chúc mừng chủ ký sinh mở ra Super Saiyan cấp 7. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 2.000 lần điểm chiến lực công suất. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra yêu nghiệt hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1.500 lần điểm chiến lực công suất. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra thần cấp 3 đoạn bát môn độn giáp chi trận. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra trái ác quỷ, Gomu Gomu no Mi tứ cấp hình thái chúc mừng chủ ký sinh mở ra cao cấp vĩ thú hình thái. Kim sắc trường, rối tung đầu vai, toàn thân màu đỏ tươi viên hầu da lông, yêu dị gai mắt, cái mông sau một cây kim sắc viên hầu cái đuôi. Cả người, rực rỡ hẳn lên, bề ngoài tà mị. Nát. Tần thiên giơ tay nhất chân, nổ tính vô địch khí thế hướng nát cửu thiên. Trăng rắc rầm rầm rầm. Tà U Cung Đại trưởng Lão phóng thích ra lực lượng, vỡ nát hầu như không còn, bản thân hắn đều là rút lui ngàn trượng xa, khóe miệng tràn ra vết máu. Ánh mắt kinh khủng, trung động, không thể tin được. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Tiên cấp kỷ nguyên cảnh 74 bước, không có khả năng vỡ vụn bản trưởng lão lực lượng áp bách nha. Giết ngươi, không cần nhiều lời. Tần thiên trong tay, cử u cung, kéo lấy địa ngục tu la hình ảnh nhảy ra. Trên dây cung, sắc bén quang mang xuyên toa, thẩm thấu linh hồn của con người giống như trong khoảnh khắc đại địa thương khung bị xé nứt thủng trăm ngàn lỗ cùng hạt vũ trưởng giáo giao thủ diệt vương tông trưởng giáo thần sắc trắng bệch tam hồn thất phách trung rẩy ta à, tiểu tử kia là ai hạt vũ tiểu nương môn hắn không phải ngươi linh hạt phái đệ tử đi hắn đến tục cùng là ai hì hì dựa vào cái gì nói cho ngươi hạt vũ tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng thôi động tất cả vốn liếng mũi tên thứ nhất kim sắc trường đùng đùng điện quang quanh quẩn, tần thiên hít sâu một hơi, kéo cung, trăng tròn. Sưu Đen kịp, sắc bén, gạt bỏ, cấm kỵ tiễn quang sinh ra. Tranh tranh đen mũi tên, hậu phương dẫn động tới là một mảnh chồng thi như núi, núi thay biển máu địa ngục cảnh tượng. Ngôn ngữ miêu tả không được cấm kỵ uy lực thanh thế, quỷ thần kinh khóc, nhật nguyệt vô quan. Thượng vị chuyển sinh cảnh 80 bước tu vi tà u cung đại trưởng lão, trung bần bật, trái tim sắp nổ tung. Rất nhiều hệ thống năng lực, tầng tầng mở ra vận chuyển. Hàng hiếm có cửu u cung, tại một đầu sáng chói thần bí tóc vàng thanh niên trong tay, nước chảy mây trôi, hoàng mỹ kéo cung, trăng tròn, bắn ra một đạo, kéo lấy địa ngục tu la cảnh tượng hình ảnh mũi tên. Cấm kỵ cực đoan cửu u UH hắc mang mũi tên, xuyên thấu hư không, quỷ thần né tránh, ven đường qua, đại địa sụp đổ, vạn cổ thanh thiên xé rách. Thế không thể đỡ, đồ thần diệt thánh. A. À, không. Trước nay chưa có tử vong nguy cơ, công kích tại Tam hồn thất phách bên trên. Tà U cung thượng vị chuyển sinh cảnh 80 bước tu vi đại trưởng lão, vội vàng phía dưới, Liều lĩnh phóng xuất ra trong cơ thể thần lực, hóa thành một mảnh kiên cố không phá vỡ nổi phòng ngự vách tường đến, hắn tự tin chính là thượng vị chuyển sinh cảnh 99 bước nhân vật, chỉ trong một chiêu cũng sẽ không nói. Hoàn toàn vỡ vụn bản thân dốc hết toàn lực bố trí ra phòng ngự chỉ cần mình chống nổi cái kia một đạo lấy mạng cấm kỵ mũi tên liền có thể thi triển ra bỏ chạy chi pháp trở về tà u cung nói cho trưởng giáo đại nhân linh hạt phái ẩn núp một cái cái thế vô địch thiên tài ầm ầm trăng rắc vạn chúng chú một bên trong cảnh tượng khó tin ra đời dung nhập địa ngục cửu u tà ác lực lượng mũi tên gió quét lá vàng quán xuyên phòng ngự tiếp mà xuyên qua tà u cung đại trưởng lão lồng ngực a à, vì cái gì ngươi rốt cuộc là ai? Tà U Cung đại trưởng lão ánh mắt tan rã, không cam lòng phát ra buồn gào, nhục thân một giây sau, thất linh bát toái, linh hồn chôn vùi. Nhất tiễn, tiên vị kỷ nguyên cảnh 74 bước, Dết trong nháy mắt thượng vị chuyển sinh cảnh 80 bước cường giả. Khó tin sự tình, vang dội cổ kim, tuyệt đại vô địch. Thiên mang giới trẻ tuổi một đời, làm được điểm này người, tìm được ra mấy cái đến. Nhưng phàm là nhân vật bậc này, cái nào, không phải tương lai danh hiệu bá thiên hạ, thống ngự bác hoang yêu nghiệt, hoàng giả. Hạc vũ. Ngươi cái này hèn hạ súc sinh, từ nơi nào dọn tới cứu binh. Diệt vương tông trưởng giáo, cùng loạn quát mắng. Tam hồn mất đi hai hồn nữa, ý đồ rút lui đào tẩu, nhưng mà linh hạt phái trưởng giáo hạc vũ, lại không buông tha, quấn chặt lại. Cộc cộc, cộc cộc. Tiếng bước chân của tử thần vang vọng, tóc vàng chiếm cứ phía sau, tay cầm cửu u cung thanh niên, đi bộ nhàn nhã hướng đi cách đó không xa chiến đấu. Nơi đó là diệt vương tông trưởng giáo, cùng linh hạt phái trưởng giáo dây dưa chỗ. Bản trưởng giáo ngàn năm khổ tu, sao có thể chết ở cái địa phương này? Diệt vương tông trưởng giáo thịnh nộ, bối rối, dưới sự kinh hoảng, lấy ra một môn cấm kỵ chi pháp, đốt cháy huyết dịch khắp người, tốc độ bạo tăng, biến thành một đạo huyết quang, trốn tới nơi xa, linh hạt phái trưởng giáo đều là từ nhận không cách nào đuổi kịp. Hắc hắc! đi được rồi chứ. Tần thiên bất dĩ vi nhiên cười cười, cửu u cung kéo căng thành trăng tròn hình dạng. Tam tiễn, định thiên hạ. Sư. Sư. Thế mà liên tiếp, đã đảng sinh ra ba nói cửu u mũi tên, hòa lẫn, vần quanh nối liền trời đất. Thất thập nhị biến, định thân thuật. Chợt, tần thiên mặc niệm pháp quyết, cầm cố lại bỏ chạy đến chân trời diệt vương tông trưởng giáo. Quanh một tiếng. Huyết vụ tràn ngập, thượng vị chuyển sinh cảnh 99 bước diệt vương tông trưởng giáo, hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Linh hạt phái trên dưới, nhìn là há mồm trận mắt. Bàn tay mình dạy đại nhân, đều không làm gì được diệt vương tông trưởng giáo, để một thanh niên, ba mũi tên miễu sát. Ai? Đáng tiếc, yêu nghiệt hệ thống thăng cấp vốn liếng bên trong, không có cách nào khác lấy được kinh nghiệm trị ban thưởng, bằng không, cái này một đợt kinh nghiệm trị, xác định vững chắc mập linh lợi, tần thiên cạn tháng một tiếng vị diện chi lực trấn áp chư thiên hủy diệt pháp tắc không gian pháp tắc rót vào đến thần bí hỗn độn cổ lão mênh mông vô biên vị diện chi lực bên trong rầm 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 trăm vạn dặm nghìn vạn dặm rộng lớn đại địa chấn động dời sông lấp biển a à. a à, không cần diệt vương tông đệ tử các trưởng lão không một may mắn còn sống sót tại thừa tái hai cổ pháp tắt lực lượng vị diện chi lực nghiền ép dưới, tan xương nát thịt. Bản thân chi thân, đồ diệt vương tông. Thiên địa tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Thật lâu về sau, Linh hạt phái trưởng giáo hạt Vũ, khuôn mặt mang theo kinh diễm, còn có nồng nặc kính sợ thần sắc, đi tới đã trải qua quan bế các loại yêu nghiệt hệ thống trạng thái, mái tóc màu đen bình thường tướng mạo thanh niên áo trắng trước mặt, hai tay ôm lấy, làm một đại lễ, ngữ khí cảm kích thành khẩn, tầng thiên các hạ, chuyện hôm nay. Đa tạ ngươi xuất thủ hóa giải. Hạc Vũ, vô cùng cảm kích, chỉ cần có trên lệch phái thỉnh cầu, đều có thể thẳng thắng, Hạc Vũ núi đao biển lửa, không chối từ. Hắc hắc. Nhận ủy thác của người, trưởng thành chấp sự, Hạc Vũ trưởng giáo, ta dùng ngươi cho ta cái kia một phần linh tuyền tinh hoa, hôm nay giúp các ngươi linh hạt phái, tự nhiên hợp tình hợp lý, không cần khách khí như thế. Tần Thiên cười cười, ta cảm thấy, làm như vậy còn thật có ý tứ. Dù sao yêu nghiệt hệ thống thăng cấp vốn liếng, còn muốn hai tháng, bản thân không ngại, ở nơi này trèo lên thiên linh vực biên thùy chi địa, hảo hảo dày vào một phen. Tần thiên trắc hạ, diệt vương tông đã trải qua hủy diệt, không đáng để lo, lập tức sầu lo sự tình, ở chỗ cái kia tà u cung. Tà u cung đại trưởng lão chết tại linh hạt phái bên ngoài, mà tà u cung trưởng giáo, thế nhưng là trèo lên thiên linh vực, phương bắc 32 vực, trong đó thương long vực, vực chủ dưới quyền một viên chiến tướng thực lực cao siêu, ở vào thiên vị chuyển sinh 50 bước tu vi. Hạc vũ trưởng giáo, thần sắc xoắn suýt hạc vũ, tình cảm tần thiên các hạ, tại ta linh hạc phái, chờ lâu mấy ngày này. Ha ha ha, tần thiên ngửa mặt cười ha hả. Làm sao? Tần thiên các hạ không nguyện ý. Hạc vũ rõ ràng khuôn mặt đẹp bên trên, mấy phần thất vọng, bất đắc dĩ. Linh hạc phái dưới nền đất linh tuyền, đã trải qua khô kiệt, ít nhất phải một năm nửa năm, mới có thể dựng dục ra mới linh tuyền, mình còn thật sự là không có đồ vật quà tặng để thanh niên trước mắt tiếp tục giúp linh hạt phái tiền đặt cuộc. Ta cười, không phải ý tứ kia, mà là ta đã trải qua quyết định muốn lưu lại, thật tốt chơi đùa, tầng Thiên hướng đi linh hạt phái, hạt vũ trưởng giáo, nếu ta lựa chọn lưu lại, tạm thời xem như linh hạt phái một phần tử, cực khổ ngư cho ta cẩn thận dưới giảng thuật, trèo lên thiên linh vực, biên thùy khu vực tình huống. Tỷ như cái kia phương bắc 32 vực thương long vực loại hình tin tức. Ha ha, tốt. Tốt. Nghe vậy, hạt vũ mừng rỡ như điên, lập tức đi theo thanh niên phía sau. Một lát sau, linh hạt phái, một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông, cảnh sắc rã rời trong sân. Hai bóng người, ngồi đối diện nhau. Hai con ngươi xanh biếc, linh khí tràn đầy, tựa như hổ phách mã não hạt vũ, tinh tế mở miệng nói nói, trèo lên thiên linh vực, luôn luôn chia làm, Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng, cùng khu vực trung tâm. Linh Hạt phái ở tại, chính là phương Bắc biên giới, 32 vực bên trong, Thương Long vực bên trên, một cái nho nhỏ bụi bặm thế lực. Mà Thương Long vực vực chủ, tên như ý nghĩa, là khu vực này bá chủ. Dưới trướng có trưởng lão hơn 10 người, chiến tướng trăm viên. Tà U cung trưởng giáo, chính là Thương Long vực vực chủ dưới quyền một viên chiến tướng thân phận. Dựa vào cái thân phận này, đến cũng là làm mưa làm gió, tức hiếp lấy rất nhiều thế lực, người bên ngoài không thể làm gì. Bởi vì kẻ tội hắn, tương đương với cùng thương long vực vực chủ là địch. Trèo lên thiên linh vực, phương bắc 32 vực. Thương long vực, vực chủ. Thú vị, thú vị rất nha. Trong sân, một bộ bạch y thanh niên, khóe miệng mỉm cười, con ngươi nghiêm nghị lấp lóe chỉ dựa vào một cái thiên địa thánh tử vương giả thân phận, đi bái phỏng thái thượng vong ưu cung, có chút không đủ đi. Cái gọi là Thiên Địa Thánh Tử Tôn Hiệu Vinh Dự, vẫn là Thiên Địa Thánh Tử Vương Giả. Đại biểu đều là một người cái thế vô địch thiên phú. Tại một chút thế hệ trước kiêu hùng cự đầu trong mắt, khá hơn nửa người kế tục, không có trưởng thành, cánh chim không gió, đều là một khối không có điêu khắc ngọc thô mà thôi. Cây to đón gió, người sợ nổi danh. Đỉnh lấy Thiên Địa Thánh Tử Vương Giả thân phận, chiêu trước lấy chú ý, không bằng nói là phiền phức. Nếu ta thống nhất phương Bắc 32 vực, tự thành một phe thế lực chi chủ. Tối thiểu trèo lên thiên linh vực bên trên thế hệ trước đám cự đầu sẽ biết rồi, ta cũng không phải một cái không có điêu khắc ngọc thô, mà là một cái thủ đoạn, tâm tính, sát phạt có được cái thế vương giả kỳ tài. Thiên Địa Thánh Tử Vương giả, là tên. Như vậy thống nhất phương Bắc 32 vực, liền đại biểu cho thế. Tên thế song thu, ta liền không tin, thái thượng vong ưu cung người, còn dám ngăn trở ta thấy nhà mình nương tử nhìn qua thanh niên biến hóa khó lường, làm cho không người nào có thể xem thấu, trong mắt đột nhiên dâng lên giả vọng quan mang, hạt vũ trưởng giáo lông mi bốc lên, tần thiên các hạ, ngươi. Đang suy nghĩ gì? Hắc hắc. Hạt vũ trưởng giáo. Ngươi là muốn linh hạt phái, an phận ở một góc đâu? Còn là muốn cho linh hạt phái, xưng bá tứ phương đâu? Tần thiên đang nghe truyện trên TV audio CV hỏi ngược một câu. Nữ tử mấy phần ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh ngữ khí nghiêm túc bình tĩnh trả lời an phận ở một góc, sẽ chỉ là tự tìm diệt vong. Một cái thế lực muốn kéo dài tiếp, nhất định phải bao giờ cũng không lớn mạnh. Tần thiên các hạ, phản phất là có ý nghĩ, không ngại nói ra. Trước hướng lấy tà u cung khai đao. Ta muốn khống chế cái này thương long vực, xa xa không chỉ, phương bắc 32 vực, đều muốn thần phục tại dưới chân của ta. Tần thiên mỗi chữ mỗi câu, hào tình vạn trường, không thể nghi ngờ nói nói. Cái gì? Nghe xong, hạt vũ trợn mắt hốc mồm, nhất thời nửa khắc, không biết được muốn làm sao mở miệng. Chật. Nuốt nước bọc, hạt vũ ngữ khí trầm trọng, tần thiên các hạ, ngươi là tuyệt thế vô địch thiên tài bất tài, nhưng mà muốn thống nhất phương Bắc 32 vực, nói nghe thì dễ. Vẹn vẹn là thương long vực, chính là ngư long hỗn tạp, tông phái trải rộng, thiên vị chuyển sinh cảnh, thánh vị chuyển sinh cảnh tồn tại phong phú, thương long vực vực chủ, càng là thâm bất khả trắc. Thẳng thắng nói cho ngươi, phương Bắc 32 vực, nước ra ngàn năm lâu, không một người xưng bá. Như thế diện tích lãnh thổ bao la, tài nguyên phong phú một phương thiên địa, trèo lên thiên linh vực khu vực trung tâm bá chủ thế lực nhóm, cái kia không phải tha thiết ước mơ. Thứ nhất, trèo lên thiên linh vực trung tâm thế lực, tương hỗ cản trở. Thứ hai, phương Bắc 32 vực, vực chủ đều không phải là hời hợt hạng người, có lòng dạ khó lường chi nhân, bọn hắn liền sẽ đoàn kết lại hình thành một cổ phi phàm lực lượng, là trèo lên thiên linh vực trung tâm bá chủ thế lực nhóm, cũng nhức đầu. Bởi vậy, muốn thống nhất phương Bắc 32 vực, không có kinh thiên động địa thực lực, sấm trên gió cuốn phích lịch thủ đoạn, tuyệt đối không thể nào. Tần thiên các hạ, cái thế thiên tài. Có chỗ ký thôn sơn hà giả tâm, hợp tình lý, không ngại tại chờ thêm mấy năm, lông cánh đầy đủ. Lúc đó tần thiên các hạ chỉ chỗ, ta linh hạt phái, nghĩa vô phản cố, cái thứ nhất hưởng ứng. Ha ha ha. Chờ mấy ngày. Tần Thiên đột nhiên đứng dậy, con ngươi chiếu rọi ra vang dội của kim bá đạo hào quang, tuế nguyệt dài dằn dặt, chỉ tranh sớm chiều. Hoàng đồ bá nghiệp, một đêm có thể thành. Hạc vũ trưởng giáo, ngươi nếu đi theo ta, ngày sau không mất cao vị, nếu là không nguyện ý đi theo, cái kia ta giúp các ngươi linh hạt phái, giải quyết tà u cung phiền phức về sau, cứ thế mà đi, các không thiếu nợ nhau. Hoàng đồ bá nghiệp vô cùng đơn giản bốn người tràn đầy gian khổ cùng khí phách nói ra tại một thanh niên miệng để cho người ta hoảng hốt nội tâm một thanh âm nói cho Hạc Vũ trưởng giáo nhất định phải đi theo trước người thanh niên dãy dùa chần chờ sau một hồi Hạc Vũ như trút được gánh nặng Hạ quyết định Tần Thiên các hạ ta Hạc Vũ nguyện ý đi theo ngươi tốt Hạc Vũ trưởng giáo cũng có thể yên tâm. Dù là hoàng đồ bá nghiệp, nửa nói chết, ta cũng sẽ không, nhưng ngươi bạch bạch bị liên lụy, huống hồ, ta sẽ không thất bại. Tần thiên trên thân, giờ phút này trừ khó mà miêu tả khí phách vương giả, còn có một loại phủ lên lòng người, để cho người ta bỏ qua sinh mệnh ngược dòng tìm hiểu tự tin quan mang mị lực. Dựa theo hạt vũ trưởng giáo lời nói, tà u cung trưởng giáo là một vị thiên vị chuyển sinh cảnh 50 bước cường giả, ta có biện pháp giết hắn, bất quá khó khăn chỗ ở chỗ, giết hắn về sau, sẽ còn treo chọc đến phiền toái càng lớn, không phải trước mắt ta, có thể hóa giải. Không sai hạt vũ gật đầu, con ngươi thưởng thức. Lúc đầu hắn nghĩ đến, tần thiên đã là hùng tâm tráng trí, giả tâm thông phệ, có thể hay không nhất thời nóng não, liền đại triển thân chân, giờ phút này nghe thanh niên lời nói, có thể khẳng định, tần thiên trí tuệ, từ đầu tới cuối duy trì tại lý trí phạm vi khống chế giả tâm của mình cùng thành tựu bá nghiệp dục vọng. Tần Thiên Đại Nhân, chiến lực hàng cổ, tiên vị kỷ nguyên cảnh 74 bước tu vi, khẳng định bản thân có diệt sát thiên vị chuyển sinh cảnh 50 bước cường giả thực lực, như vậy. Ta có thể đề cử đại nhân, đi một chỗ, tăng lên dưới thực lực, đầy đặn cánh chim. Chỗ nào? Tần Thiên ánh mắt sáng lạng. Không sai. Bản thân khẩn cấp nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ cần có thể mạnh lên, Đi cái gì đầm rồng hang hổ, sẽ không tiếc. Yêu nghiệt hệ thống thăng cấp vốn liếng, không có kinh nghiệm trị ban thưởng, tu vi của mình trưởng thành, cũng tuyệt đối không thể lấy trì trệ không tiến. Thiên Ma Quật. Hạc Vũ trưởng giáo, thần sắc trước nay chưa có trầm trọng, phương bắc 32 vực một cái tấm địa chi nhất. Tương truyền Thiên Ma Quật bên trong, phong ấn chư thiên thần ma. Chuyển sinh cảnh cường giả đến bên trong, vận khí không tốt, gặp được một tôn thần ma lời nói đều sẽ chết cực kỳ bi thảm. Đại hung chi địa, tự nhiên đương theo lấy đại cơ duyên, tại thiên ma quật bên trong, dựng dục ra một loại, thần quả. Là phong ấn chư thiên thần ma vô thượng các cường giả vẫn lạc về sau, linh hồn, huyết dịch, tẩm bổ đại địa, chậm rãi tạo nên ra báu vật. Một cái thần quả giá trị, có thể để thánh vị, tổ vị chuyển sinh cảnh nhân vật, liều mạng, su chi nhược vụ tranh đoạt. Dụ người nhất còn nữa, phúc duyên thâm hậu, Khí vận ngập trời lời nói, có lẽ tại Thiên Ma Quật bên trong còn có thể gặp được một số nhân tộc đại năng, tàn lưu lại thi cốt, truyền thừa, động phủ, cơ duyên vô tận. Rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức xuất phát đi Thiên Ma Quật tìm tòi hư thực. Một tháng đi, một tháng ta liền trở lại. Tần Khai khẩu nói, Tà U cung, tại ta rời đi thời gian bên trong, có thể sẽ đến tìm phiền toái, không ngại qua mấy ngày, ngươi liền phát đi bái thiếp nói rõ ngọn nguồn, ngươi sẽ đích thân đến nhà tạ tội, cho cái kia tà u cung trưởng giáo, làm thú cưỡi. Hắc hắc! Tà u cung trưởng giáo, không phải là muốn thu phục ngươi làm vật để cưỡi à, nghe được tin tức này, nhất định mừng rỡ như điên, tối thiểu an ổn một đoạn thời gian. Được, liền nghe tần thiên đại nhân. Nghe được thanh niên nói ra kế hoãn binh, hạt vũ trưởng giáo tráng hơi điểm, đây là trèo lên thiên linh vực, phương bắc 32 vực địa đồ, trên đó ghi rõ cấm địa, thiên ma cuộc vị trí, còn có phương bắc 32 vực bên trên, to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực phân bố, thô sơ giảng lược tin tức, đại nhân thu. Hắc hắc, cái này có thể là đồ tốt nha. Tần thiên tiếp nhận địa đồ, tỉ mỉ nhìn một phen, đem bất luận cái gì một góc nội dung, đều ghi vào não hải, không cách nào mẫn diệt. Tuế Nguyệt ung dung, tống tán bao nhiêu anh kiệt, mãn hoang đại địa, muôn hình vạn trạng, ai người biết được, hắn dưới an nghĩ mấy người mở ra không gian chi dực thanh niên áo trắng, giống như một mai ngân sắc lưu tinh, phá vỡ thiên không. Hư không dập dờn, gợn sóng cuồn cuộn, thật lâu không tản đi hết. Thiên ma quật một nhóm, cực kỳ trọng yếu. Cho nên tầng thiên không dám trì hoãn, nửa đường dừng lại, toàn lực ứng phó đi đường, ba ngày sau, đến nơi. Bách vạn đại sơn, ngã loan chập trùng, viên đình núi cao sừng sững, hằng cổ chi khí tràn ngập. Một cái hắc ám thôn vệ tia sáng, giống như đầm lầy giống như không gian cửa vào, lẳng lặng phiêu phù ở, khói mù dưới bầu trời. Không biết, ta gặp được một chút, như thế nào chuyện thú vị đâu, thanh niên áo trắng, liếm môi một cái, liền chuẩn bị tiến vào. Ầm. Uhm. Một đạo công kích từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác không sai, đánh đánh vào thanh niên áo trắng trên người, các bay đá chạy, đất trung núi chuyển. Chịu cái này một đạo thế công, hạ vị chuyển sinh cảnh 99 bước đỉnh phong cường giả cũng sẽ một mệnh ô hô, thi cốt không còn. Ha ha, nho nhỏ tiên vị kỷ nguyên cảnh 74 bước thấp kém tu vi, dám đến cấm địa thiên ma cuộc cậy mạnh, chia cắt cơ duyên. Âm độc kinh thường thanh âm, xuất từ một cái bộ dáng tà lệ, thần sắc cao ngạo tử sắc trường bào thanh niên. Tản ra cường thịnh to lớn khí tức, tuổi còn trẻ, lại cũng là một vị thượng vị chuyển sinh cảnh 90 bước cường giả. Sau lưng hắn, còn đi theo một cái, khô gầy như que củi lão giả thiếu chủ, làm gì cùng một con kiến hôi trí khí đây, lần này mục đích của chúng ta, thế nhưng là thiên ma quật bên trong, cường giả kia động phủ nha, thiếu chủ nếu là chiếm được cường giả kia trong động phủ cơ duyên, lo gì không thể lên như diều gặp gió. To lớn tính trưởng thành một phen đây. Cũng là thanh niên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Rầm rầm, gợn sóng tan hết, quần áo màu trắng, thần bí thanh niên tuấn tú, bình chân như vậy, lông tóc không thương. Chậm rãi xoay người, một đôi thâm thúy ẩn nút giết chốc địa ngục cảnh tượng con ngươi như ngừng lại thanh niên áo tím trên gương mặt dọa ta một hồi nha họa trời giáng ngươi ra tay với ta không có nghĩ qua hậu quả sao cái gì thanh niên áo tím phía sau lão giả cả hai giống nhau rung động khó có thể tin không nên nha một kích kia gạt bỏ hạ vị chuyển sinh cảnh đỉnh phong nhân vật dư xài không nói chơi hắn một cái tiên vị kỷ nguyên cảnh 74 bước sâu kiến cho dù là may mắn không chết, cũng không nên bình yên vô sự a. À. Này, trong miệng các ngươi cường giả kia động phủ, ta thật cảm thấy hứng thú, một năm một mười nói cho ta biết, có lẽ ta có thể thả các ngươi một ngựa. Thon dài trên đầu ngón tay, không gian, hủy diệt, song trọng pháp tắt lực lượng dập dần nhảy lên, tần thiên khóe miệng ngậm lấy tà ác đường công, ngoạn vị nhắc nhở nói. Ha ha. Nói khoác mà không biết ngượng đồ vật vận khí của ngươi thật là không tồi nha, chịu một kích kia, đều không chết. Còn muốn uy hiếp bổn thiếu chủ, đem bí mật nói cho ngươi, không đem ngươi nghiền xương thành tro, chỉ sợ phương bắc 32 vực bên trên, tất cả mọi người muốn cười nhạo bổn thiếu chủ. Thanh niên áo tím, lệ quát một tiếng, triển khai thượng vị chuyển sinh cảnh 90 bước tu vi, năm ngón tay thành trảo, bắt lấy ra ngoài. Ầm. 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 Cuồn cuộn lạnh như băng thần lực, hóa thành một cái to lớn sắc bén trảo ấn, vỡ vụn thương khung, trấn áp xuống. Đinh! Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh mở ra Super Saiyan cấp 7. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 2.000 lần điểm chiến lực công suất. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra yêu nghiệt hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1.500 lần điểm chiến lực công suất. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra cao cấp vĩ thú hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra trái ác quỷ, Gomu Gomu no Mi tứ cấp. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra thần cấp tam đoạn trung cực bát môn độn giáp chi trận. Bề ngoài bên trên, biến hóa kinh người. Một đầu lóa mắt thần bí mái tóc dài vàng ống, toàn thân bao trùm màu đỏ tươi viên hầu da lông, cái mông sau một cây kim sắc viên hầu cái đuôi. Đây chỉ là thứ yếu, về khí thế tăng lên cải biến, càng thêm kinh khiếp quỷ thần. Phá phôi long quyền bạo phát. Kèm theo thần cấp tam đoạn trung cực tịch tượng lực lượng bạo tạc vô địch trên cánh tay cơ bắp gào thét nâng lên tầng thiên một quyền đánh ra quy không thể đỡ cấm kỵ cực đoan bành bành trong nháy mắt to lớn sắc bén trảo ấn bị vỡ nát tan thành bọt nước mênh mông đại địa trầm luân chia năm xẻ bảy cái này không thể tưởng tượng nổi khô gầy lão giả con mắt đục ngầu kinh diễm nhảy lên cái thế vô địch thiên tài nói ngươi đến tột cùng là ai Vị này chính là Phương Bắc 32 vực, Bạch Quỷ vực, Bạch Quỷ vực chủ đại công tử. Ha ha, ta chỉ là muốn giết các ngươi, chiếm lấy trong tay các ngươi bí mật. Tần Thiên không cần phải nhiều lời nữa, vừa sải bước ra, thủ đoạn đều xuất hiện. Thất thập nhị biến, Nhật Nguyệt tinh thần. Thất thập nhị biến, Hô Phong Hoáng Vũ. Thất thập nhị biến, Điện Thiểm Lôi Minh. Gánh chịu hủy diệt ba động Nhật Nguyệt tinh thần, lít nha lít nhíp từ trên trời giáng xuống mưa rào tầm tã cọ rửa gột rửa vạn vật lôi đình chi quan như giao tự mãn thất thập nhị biến thôn vân thổ vụ thất thập nhị biến tác đậu thành binh thất thập nhị biến phi sa tẩu thạch bốc lên mây mù che khuất bầu trời từng mai từng mai kim sắc hạt đậu biến thành uy phong lẫm lẫm thiên binh thiên tướng cùng sa đầy trời thôn vệ càng khôn thất thập nhị biến hàng yêu phục ma thất thập nhị biến hàng long phục hổ thất thập nhị biến điên đảo âm dương Cùng cuộn hoàng vũ chợt tối chợt rõ lay động linh hồn của con người thần bí quan mang khắc chế vạn tà yêu ma giữ tận cự nhân chém giết cự long mãnh hổ trơ mắt nhìn bao hàm sâm la vạn tượng thiên hình vạn trạng thế công sinh ra bạch quỷ vực thiếu chủ thần sắc giữ tận kinh khủng cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ bạch quỷ bí thuật bạch quỷ thôn vệ trống Trống Một tôn toàn thân bộ lông màu trắng Giữ tận tà ác bạch quỷ đầu sọ hư ảnh Mở ra huyết bồn đại khẩu Ý đồ thôn vệ hết thất thập nhị biến thế công Bành Rầm 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 Bất quá là điện quan hỏa thạch công phu Bạch quỷ hư ảnh Vỡ nát hầu như không còn Thượng vị chuyển sinh cảnh 90 bước tu vi bạch quỷ vực thiếu chủ Hoa hoa thổ huyết Đập xuống mặt đất Thiếu chủ tại phương Bắc 32 vực trẻ tuổi một đời, cũng là đỉnh tim thiên kiêu, ở cái này tóc vàng tiểu tử trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Khô gầy lão giả, thần sắc càng ngày càng trầm trọng khó coi, hắn rốt cuộc là ai? A. À, Cẩu tạp toái. Ngươi chết không yên lành, ta nhất định phải giết ngươi. Sau một khắc, tóc tai bù xù, vết thương chồng chất bạch quỷ vực thiếu chủ, mặt đất phế tích bên trong lướt đi, hai con ngươi xích hồng, nhắm người mà vệ, lão già, còn không mau giúp ta giết hắn? Tại tầng thiên trong tay, ba chiêu hai thức, thê thảm đau đớn bị thua. Vết thương chồng chất, tóc tai bù xù bạch quỷ vực thiếu chủ, phẫn nộ đến rồi trước nay chưa có giai đoạn, giết hắn. Mau ra tay A. Cùng bạch quỷ vực thiếu chủ cùng đi thiên ma quật khô gầy lão giả nghe vậy, nhẹ gật đầu, cất bước đi ra. Một cổ thuộc về thiên vị chuyển sinh cảnh 99 bước cường giả khí thế phung thả, thông thiên tế nhật, để cho người ta run rẩy Tiểu tử giống như ngươi vang dội của kim chiến đấu thiên tài tuyệt đối không phải là hời hợt hạng người vô danh nhanh chóng nói ra thân phận của ngươi khô gầy lão giả lạnh lùng quát nói hắn là như vậy lo lắng tần thiên vạn nhất là cái kia khủng bố thế lực thiếu chủ nhất lưu giết đối phương sẽ cho bạch quỷ vực mang đến không có thể vãn hồi hủy diệt tai nạn ha 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 không cần nhiều lời tần thiên cười một tiếng dài phía sau không gian chi dực triển khai chân đạp cân đẩu vân tốc độ bạo tăng vĩ thú ngọc tam liên đạn thể nội nhất vĩ tứ vĩ cửu vĩ ba đầu vĩ thú chát ra phát huy vô cùng tinh tế điều động trong khoảnh khắc ba cái hắc sắc tranh tranh hình cầu bay bắn đi ra tràn ngập hủy diệt năng lực phá hoại không lấy nói đồng hồ hừ minh ngoan bất linh tiểu tử nhìn ta bắt giữ ngươi tại nghiêm hình thảo vấn khô gầy lão giả hai tay đẩy ngang mà ra mênh mông thần lực mênh mông như gió thu quét lá rụng đem vĩ thú ngọc tam liên đánh ngăn cản được vị diện chi lực trấn áp chư thiên tần thiên cũng không muốn ở chỗ này vô duyên vô cớ lãng phí thời gian dứt khoát ném ra ngoài sát chiêu xa xôi cửu trọng thiên vị diện chi lực kéo lấy hỗn độn bắt đầu thần bí vô thượng phiêu miễu hư vô ba động từ trời hạ xuống thái sơn áp đỉnh xu thế Bạch quỷ vực thiếu chủ, trực tiếp là phun máu ba lần, cúc sấp trên mặt đất không thể động đậy ta. Ngươi tên yêu nghiệt này, cái này lại là cái gì lực lượng? Thiên vị chuyển sinh cảnh 99 bước tu vi bạch quỷ vực khô gầy lão giả, con ngươi co rút lại thành lỗ kim, chỉ cảm thấy có một đôi vô thượng thần linh đại thủ, theo đặt ở trên người, để cho người ta cất bước gian nan. Hắc hắc Trò hay, mới lên diễn đâu? Tần thiên trong tay Hắc sắc tà ác cửu u cung nhảy ra. "Kéo cung, tiễn quan như sao." Kéo lấy địa ngục tu la lực mũi tên. Quán xuyên bạch quỷ vực khô gầy lão giả lồng ngực. Mệnh vận chi lực, trảm đoạn những mệnh vận, lập tức, tầng thiên lại lấy ra thần bí khó lường, chí cao vô thượng mệnh vận pháp tắc, từ nơi sâu xa, trảm đánh vào mục tiêu vận mệnh bên trên. "A." À. "Không." Buồn gào kêu thảm, thiên vị chuyển sinh cảnh 99 bước tu vi khô gầy lão giả thất khiếu chảy máu, hấp hối. Thực sự là ương ngạnh nha. Tần thiên nhết miệng tam tiễn, định thiên hạ. Sư. Sư. Cửu u cung, bắn ra ba nói hắc sắc tu la cửu u mũi tên, triệt để đáy đáy, thu hoạch đi, một vị thiên vị chuyển sinh cảnh đỉnh phong cường giả tính mệnh. Ngươi. Ngươi tên ma quỷ này. Ma quỷ. Bạch quỷ vực thiếu chủ, nằm trên mặt đất, sắc mặt tro tàn, trung rẩy kịch liệt bớt nói nhiều lời. Tần thiên bể nghệ kinh bỉ nhìn xuống đối phương, nói. Các ngươi trước đó nhấc lên cường giả kia động phủ. Ta, ta muốn là nói cho ngươi, ngươi phải bảo đảm, không thể giết ta. Bạch quỷ vực thiếu chủ, bắt được bản thân sống sót một chút hy vọng sống. Hắc hắc, tự nhiên không giết ngươi, ta chỉ thiên thề. Tần thiên nghiền ngẫm cười cười, tin tưởng ta, không tin ngươi liền chết chắc. Lộc cộc. Nuốt vào lớn nước bọt, bạch quỷ vực thiếu chủ ngữ khí sợ hãi run rẩy kể lễ chúng ta bạch quỷ vực điều tra bắt được thiên ma quật một cái sơn cốc bên trong ẩn giấu đi một vị nhân tộc đại năng cường giả động phủ trong đó nói không chừng có truyền thừa lực chính là không có cũng sẽ có nhân tộc đại năng lưu lại thiên tài địa bảo thần binh pháp bảo lần này ta tiến vào thiên ma quật mục đích đúng là thăm dò cái này động phủ bất quá biết rồi tin tức này còn có mấy mười cái khu vực vị trí không cần lừa phỉnh ta tần thiên thần sắc nghiêm nghị lạnh lùng nơi này có một phần địa đồ phía trên hội họa lấy lộ tuyến bạch quỷ vực thiếu chủ ném ra một cái quyển trục mở ra quan sát chốc lát tần thiên thu hồi quyển trục có lời phía trước ta không giết ngươi chỉ là à trước ngươi đánh lén ta cũng nên tiểu trừng đại giới một chút ngươi nói có phải không a à. không ngươi nói không giữ lời ngươi cái này hỗn đảng bạch quỷ vực thiếu chủ hét thảm lên, bản thân thượng vị chuyển sinh cảnh 90 bước tu vi, thế mà bị đối phương biến thành tàn tật. Bởi vậy vừa đến, bản thân tay trói gà không chặt, ở nơi này hung thú trải rộng bách vạn đại sơn bên trong, sống được qua nửa canh giờ sao. Hưu. Tần thiên đạp một cái chân, trực tiếp bay vào thông hướng thiên ma quật không gian cửa vào. Ô ô ô, một đầu con yêu thú, bốn phương tám hướng chạy đến. Bạch quỷ vực thiếu chủ, sụi lơ trên mặt đất, nên đón bị chia ăn tử vong sợ hãi. Xem như phương Bắc 32 vực cấm địa chi nhất thiên ma quật, cùng trong tưởng tượng khí tượng, không có sai biệt. Thiên địa lờ mờ, âm phong sưu sưu, thân ở ở đây, giống như chỉ nửa bước, bước vào địa ngục thâm viên. Vận chuyển lên mở lấy hỗn độn Rine Saringan, tầng thiên rõ ràng cảm nhận được mảnh này hùng vĩ đại địa bên trên, bốn phương tám hướng, dù đẳng lấm tấm khí tức tà ác. Nên phong ấn tại, thiên ma quật trong thần ma ác linh đi thần ma ác linh, giết lại không có kinh nghiệm trị, tự nhiên là làm tránh là tránh đi. Không gian chi dực, thôi động thân hình, cấp tốc bay lượn Nửa ngày phí thời gian mất đi, vẫn là tránh không khỏi. Tần thiên rốt cục gặp được, cái gọi là thần ma ác linh, chính là một mảnh không có thực thể đen kịt mây đen nha, tại đây một đám mây đen bên trong, hai điểm đèn lồng lớn nhỏ đỏ mắt đỏ. Khạch khạch, nhân loại. Thật là cường đại khí huyết, sinh mệnh lực nha so với ta ăn rồi bất luận nhân loại nào còn lớn hơn bổ nha thần ma ác linh phát ra như kim loại thanh âm chói tai mây đen cuồn cuộn tập hướng về phía trước sau sống lưng lông tơ đứng đấy nếu là bị mây đen kia cuốn vào trong đó tần thiên đều là không có nắm chắc chạy đi siêu cấp thần la thiên chinh siêu cấp thần uy giảo sát hai trọng nhãn lực sôi trào mãnh liệt trước sau tế ra bành 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 thần ma ác linh hát vân, có chút dừng lại, không có nhận đến tổn thương bao lớn bộ dáng con mắt. Con mắt của ngươi, cũng ăn thật ngon a à. Ta nhất định phải ăn ngươi. Sợ là ngươi không bản sự kia đi. Cửu U Cung xuất ra, toàn thân lực lượng, rót vào trong đó. Rất nhiều hệ thống năng lực, ngược lại là còn chưa mở ra. Tam tiễn, định thiên hạ. Sưu. Sưu. Ba mũi tên vần quanh, kéo lấy địa ngục sát lục cảnh tượng xuyên thấu mây đen trống thần ma ác linh hư ảnh thoáng một cái mới là bị thương tổn phát ra trống giận gào thét thực là quỷ dị hình thái nghĩ muốn tiêu diệt hắn không dễ dàng nha tần thiên ánh mắt biến ảo cân đẩu vân không gian chi dực hai loại sức mạnh gia tăng tốc độ thất thập nhị biến định thân thuật thiên địa giam cầm trong nháy mắt thanh niên áo trắng dĩ nhiên là bỏ chạy vô hình a à ghê tởm nhân loại thần ma ác linh hư ảnh điên cuồng gào thét không thôi đúng rồi thần ma ác linh có kiến thức về sau tần thiên ở nơi này thiên ma quật bên trong biến càng cẩn thận hơn thêm vài phần cấm địa thiên ma quật quỷ khóc sói gào bảo các tràn ngập sơn cốc thủng trăm ngàn lỗ sừng sững không đến đứng sừng sững ở trên mặt đất mênh mông hôm nay cái này hoang vu cổ lão trong sơn cốc tụ tập mười hai mươi người đạo thân ảnh ước chừng chia làm chín người qua đường, đột nhiên, lẻ loi một mình, thanh niên áo trắng từ trời hạ xuống. Lập tức làm người khác chú ý. A. À, tiểu tử này. Tiên vị kỷ nguyên cảnh 74 bước tu vi, cũng dám đến thiên ma quật bên trong. Còn tìm được nơi này. Chúng người thần sắc khác nhau, bất quá không có sai biệt chính là kinh nhạc. Cực kỳ náo nhiệt nha, Tần Thiên khóe miệng cười yếu ớt, đứng chắp tay, khí độ thần bí. Tiểu tử, cút ngay. Ngươi cũng không xứng đứng ở chỗ này. Phiền phức, đúng hạn mà tới. Tần thiên đầu nhập đi ánh mắt, lại là một cái cùng bạch quỷ vực thiếu chủ đồng dạng ngu không ai bằng gia hỏa. Hỏa yêu vực thiếu chủ, đầu đội vương miệng, thân mặc một bộ hỏa diễm trường bào, cũng là tuấn lãng bất phàm, toàn thân khí tức cuồng bạo, nóng bỏng hỏa diễm quanh quẩn. Thượng vị chuyển sinh cảnh 99 bước. Bên cạnh đi theo một lão già, Thiên vị chuyển sinh cảnh 99 bước Nên là phụ trách bảo hộ hắn cường giả Kỳ thật ở đây Cái khác 8 người qua đường Cũng đều là một người trẻ tuổi Đứng phía sau một cái thủ hộ giả Thủ hộ giả thân phận Cơ hồ đều là thế hệ trước tồn tại Cảnh giới tại thiên vị chuyển sinh cảnh đỉnh phong Thống nhất phối trí nha Nhưng là một người trong đó Phá lệ hấp dẫn tần thiên chú ý Đó là một thân mặc đồ trắng ngọc bào Môi đỏ răng trắng thanh niên túng mỹ ánh mắt mắt phượng, mũi như tuyết, thân hình cân xứng thon dài, trong tay một cái quạt xếp, nhẹ nhàng quân tử thái độ. Mặt ngoài cảnh giới tu vi, thượng vị chuyển sinh cảnh 99 bước tu vi. Thế nhưng là thể nội, còn mặt khác một phen càng khôn. Mặt khác, ngụy Trang không sai nha, đáng tiếc chạy không khỏi bản thân hỗn độn Rine Saringan khám phá, là một nữ giả nam trang nữ tử. Ân, mộ dung liễu, liếc qua thanh niên áo trắng, hắn cặp mắt kia. Huyết hồng sắc là xem thấu nữ nhi của ta thân đi. Đồ hỗn trướng. Bổn thiếu chủ lời nói, ngươi đưa nếu uổng công, không nghe thấy à, con mắt nhìn đâu vậy. Hỏa yêu vực thiếu chủ, quát lên một tiếng lớn, bên ngoài cơ thể tầng tầng lớp lớp, như sóng to gió lớn liệt diễm gào thét, mơ hồ tạo thành một đầu hỏa diễm giữ tận cự thú hình thái. Ha ha! Tần thiên móc móc lỗ tai, ngươi, ta nghe được, bất quá ta có nên hay không đứng ở chỗ này, cũng không phải ngươi định đoạt làm càng. Cẩu vật, như vậy tiên vị kỷ nguyên cảnh 74 bước tu vi, bổn thiếu chủ một ngón tay, diệt tất cả ngươi. Hỏa yêu vực thiếu chủ vừa nói, cất bước đi ra, cong ngón tay khẽ búng. Rầm rầm. Hừng hực ngọn lửa cùng bạo lưu quang, đón gió bành trướng, hóa thành thông thiên tế nhật biển lửa, quy lực mạnh, để cho người ta sợ hãi tháng phục. Hư không bị dung luyện, bày biện ra thể lỏng hình ảnh. Hạt gạo chi quang. Tần thiên vung tay lên, tiêu sái, bá khí. Vạn trượng hỏa diễm, xé rách phá diệt. Tần một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Tiên vị kỷ nguyên cảnh 74 bước tu vi, giơ tay nhất chân, hời hợt, vỡ vụn hạ vị chuyển sinh cảnh cường giả, không chống đỡ được hỏa diễm thế công, khó có thể tưởng tượng tấm kỵ nha. Không thể nào. Tiểu tử kia chẳng lẽ lại, ẩn giấu đi tu vi chân chính. Còn là nói, hắn chiến lực vô địch tung hoành, là một cái cái thế phong hoa thiên tài. Thú vị, nhẹ nhàng quân tử bộ dáng mộ dung liễu, trong tay quạt xếp lay động, sáng ngời đôi mắt, mấy phần sắc thái nhảy lên, cũng không phải là ẩn giấu đi tu vi của mình. Đúng là một vị, tuyệt đại thiên tài. Ngươi, hỏa yêu vực thiếu chủ, gương mặt tái nhật hảo tiểu tử, coi như ta nhìn nhầm. Bất quá chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, bổn thiếu chủ chân chủ lực lượng, chém giết ngươi, dễ như trở bàn tay ngu xuẩn cử động tần thiên xem thường ngươi đại khái có thể thử xem tốt nhất cùng sau lưng ngươi lão già cùng một chỗ lão đứng ở hỏa yêu vực thiếu chủ sau lưng lão giả nghe vậy lập tức khuôn mặt run rẩy vô pháp vô thiên tiểu bối càng rỡ đến cực điểm hỏa yêu thần thông mặc niệm pháp quyết hỏa yêu vực thiếu chủ hai tay khép lại đúng ấn thai ngén sát chiêu thất thập nhị biến định thân thuật bảo các giam cầm vạn vật dừng lại một đạo không gian quan huy lấp lóe tần thiên ở nơi này định thân thuật chế tạo ra điện quan hỏa thạch khe hở phi thân mà ra một quyền đánh nát hỏa yêu vực thiếu chủ thân thể khuyết vụ tràn ngập mấy cái sát na về sau hỏa yêu vực thiếu chủ nhục thân tái tạo bất quá khí tức rơi vào thung lũng a à, yêu nghiệt yêu nghiệt ngươi làm cái gì sắc mặt trắng héo hỏa yêu vực thiếu chủ khóe mắt nhai muốn nứt giận không kềm được Tất cả mọi người tại chỗ, trung động không lấy nói đồng hồ. Tiên vị kỷ nguyên cảnh 74 bước, một quyền, banh diệt thượng vị chuyển sinh cảnh 99 bước hỏa yêu vực thiếu chủ nhục thân. Cỡ nào cấm kỵ cái thế yêu nghiệt mới làm được? Hắn, dùng loại nào diệu pháp? Trong nháy mắt giam cầm hoàng vũ càng khôn. Chính là ta, cũng khó khăn trốn giam cầm, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a à. Thâm bất khả trắc, thoát trần tuấn mỹ mộ dung liễu, trong tay quạt xếp răng rắc một tiếng khép lại hốc mắt dưới vẻ kinh ngạc không che giấu được các thứ chuyện kết thúc ta nhất định phải thật tốt hỏi một chút hắn ngu xuẩn tần thiên giống nhau hướng cũ phong kinh vân đạm thái độ ngươi nếu là còn dám ngao ngao tin không tin sau một khắc ta sẽ đem hồn phách của ngươi đều cho một quyền diệt nhìn xem ngươi làm sao tái tạo hồn phách ngươi nghe vậy hỏa yêu vực thiếu chủ con ngươi sợ hãi tràn ngập chư vị ta xem không cần kéo dài thời gian lập tức cùng một chỗ liên thủ mở ra trong sơn cốc này động phủ như thế nào đột nhiên một đạo thanh thúy dễ nghe ở vào khoảng giữa giữa nam nữ tiếng nói vang vọng nói chuyện rõ ràng là tuấn mỹ tuyệt trần mộ dung liễu không sai chúng ta tụ tập ở này chính là vì động phủ cơ duyên trước tiên đem động phủ này mở ra lại nói sự tình phía sau tất cả mọi người ý kiến đạt thành nhất trí ầm um, ầm um, ầm um một chút, chỉ thấy trong cốc, một đạo đạo lực lượng bốc lên, đã kích tại kiên cố không phá vỡ nổi mảng hoang đại địa bên trên. Các bay đá chạy, sắc trời u ám. Vỡ nát sụp đổ sâu trong lòng đất, một tòa động phủ hình dáng, như ẩn như hiện, phản chiếu ra vạn trường kim quang. Tại đây cửa động phủ, trên tấm biển, vài cái chữ to, dáng vẽ trang nghiêm, để cho người ta kính sợ, ngưỡng vọng, tiêu diêu la hán. Tiêu diêu la hán. Cái này là người thế nào? Đăng thiên linh vực bên trên, cường giả xuất hiện lớp lớp, viễn cổ thời đại, cũng chưa từng nghe qua, có nhân vật này nha. Bất quá lấy, la hán, hai chữ vì là danh hiệu, chẳng lẽ tu luyện chính là Phật môn chi pháp? Con đường tu luyện, bác đại tinh thâm, phong phú đường tắt. Đạo gia, Phật môn, thì là thần bí nhất, khang hiếm một đường. Thiên hạ đại loạn, ngộ đạo chi nhân, cứu vớt thương sinh, ngăn cơn sóng dữ. Thiên hạ thái bình, Phật môn chi nhân, tứ phương rời rạc, truyền bá Phật pháp. Có thể đó cũng không phải nói, hai phái có chỗ mưu tính, mà là đạo bất đồng thôi. Đạo gia nói là thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên. Phật môn, tuy tìm chính là là vô ngã, bất chấp lấy, không thèm để ý, không chú ý. Tần Thiên thu liễm ánh mắt, gia hỏa kia, biết rồi tiêu diêu la hán. Ở đây những người khác, tất cả đều là một mặt mờ mịt chỉ có nữ giả nam trang mộ dung liễu, khóe miệng cười yếu ớt, con mắt lập lòe, suy nghĩ cái gì. Tiêu diêu la hán, người trong Phật môn, đến rồi cảnh giới nhất định, sau khi tọa hóa, sẽ lưu lại xá lợi tử. Đó là chứng minh đến nói cao tăng biểu tượng, xá lợi tử bên trong ẩn chứa vô cùng cuồn cuộn năng lượng, ta nhất định phải đạt được. Lúc đó, màu trắng ngọc bào, dáng người yểu điệu thon dài, tuấn mỹ vô cùng mộ dung liễu, tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng bỗng nhiên hình như có chỗ xem xét mộ dung liễu nghiêng đầu nhìn lại chỉ nhìn cách đó không xa thanh niên áo trắng chính nhìn lấy chính mình còn khóe miệng cười một tiếng tiểu tử này bất quá hắn tại sao này lợi hại cái thế vô địch đều khó có khả năng là đối thủ của ta mộ dung liễu thu tầm mắt lại tên này thể nội cổ ẩn núp lực lượng không thể tầm thường so sánh nàng lại là ta chiếm lấy nơi đây động phủ truyền thừa lớn nhất địch nhân Tần Thiên ánh mắt nghiêm nghị, trong lòng phá lệ cảnh giác lên. Tướng Mạo bên trên ngàn năm không đổi đạm nhiên, thông dong thần bí. Mặc kệ cái này Tiêu Diêu La Hán là ai, dù sao nhất định là một vị cường giả đỉnh cao. Tại chỗ Đông đảo thân ảnh, thần sắc nóng bỏng. ầm um, ầm. Um. Bại lộ ở tại ngoại giới trong Tiêu Diêu La Hán động phủ, cửa lớn đóng chặt, mang theo to lớn tiếng vang mở ra. Nhào tới trước mặt Tịnh Hóa Tâm Linh vô thượng Phật Quan mơ hồ còn có thể nghe thấy cổ lão thần bí niệm kinh thanh âm làm cho lòng người sinh kính sợ quỳ bái giờ này khắc này còn chờ cái gì một đạo đạo thân ảnh tranh nhau chen lớn bay vào sau đại môn động phủ mờ mịt che phủ trong đại sảnh phía trước là một cái ao nước ao nước sau có lấy một cái thông hướng chỗ sâu trường đạo tạm thời dứt bỏ động phủ chỗ sâu có đồ vật gì thanh tịnh gặp đấy phạm vi không lớn trong ao vậy mà dựng dục một gốc, khỏe mạnh thẳng tắp cây ăn quả. Cây ăn quả ba trượng độ cao, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất như là như lão tăng nhập định, thiên cổ vị nhưng bất động, đầu cành bên trên, treo hai cái trái cây. Một trái, hiện ra vì là quang minh thuần bạch sắc, thơm phức mê người, hương thơm bốn phía. Một trái, đen kịp hắc ám, chiếu sáng rạng rỡ, hơn hẳn hắc diệu thạch giống như, mùi cây độc, để cho người ta đầu ván mắt hoa hắc bạch tạo hóa thụ mộ dung liễu lại khôi phục nhẹ nhàng quân tử tư thái nhẹ lay động trong tay quạt xếp tương truyền hắc bạch tạo hóa thụ hấp thu thiên địa tà ác quang minh chi lực ngàn năm diễn sinh mới có thể kết xuất trái cây một cái bạch quả một cái hát quả trái cây màu trắng năng lượng thuần túy ôn nhuận tu luyện giả sau khi phục dụng có thể tinh thần phấn chấn tu vi tăng nhiều mà trái cây màu đen là thu nạp thiên địa tà ác năng lượng kết tinh năng lượng cuồng bạo, tâm trí không vững người phục dụng, lập tức hiểu ý biết sụp đổ, điên cuồng, nhẹ thì đi vào ma đạo, mê thất bản thân, chỉ biết nói giết chóc, nặng thì điên, kinh mạch đứt gãy, tu vi hủy diệt. Chà chà, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Trái cây màu đen, ta thích. Tần thiên liếm môi một cái, ngôn ngữ khiến người khác nghe, chưa phát giác im lặng, tiểu tử này, sát tính quá nặng, ăn cái kia hắc quả, tám chín phần mười, sẽ tiến vào ma đạo. Hồng hộc. Màu xanh gió mang nhảy lên, một thân ảnh, xuất kỳ bất ý, cái thứ nhất đánh về phía phía trước, bàn tay chụp vào hắc bạch tạo hóa thụ bên trên, cái kia trơn bóng trắng nõn trái cây. Phương Bắc 32 vực, thiên phong vực thiếu chủ. Tìm hiểu là phong thuộc tính pháp tắc, am hiểu độ. Mắt thấy thiên phong vực thiếu chủ liền muốn đắc thủ, ở đây không có người, tới kịp ngăn cản. Tần thiên thờ ơ, bản thân muốn không phải bạch quả, mà là hắc quả. Một mảnh vũ quang, bao phủ trọng thương thiên phong vực thiếu chủ. Hương thơm phân tán trái cây màu trắng, đã rơi vào một trong tay người. Mộ dung liễu, ước lượng lấy trái cây màu trắng, trực tiếp say sưa ngon lành, mấy ăn rồi. Làm cho tất cả mọi người, không biết làm sao. Việc đã đến nước này, chỉ có thể chiếm lấy cái kia hắc quả. Một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi, mười mấy cá nhân ảnh, đằng cướp mà ra, hỗn chiến giằng co. Không gian pháp tắc Tần thiên tinh thông không gian pháp tắc, lại có hỗn độn ri nê sa rin gan thần uy động lực, cách không thủ vật, tại cực kỳ đơn giản. Cho dù là phía trước lăn lộn chuyển, không gian nhận ba động, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Gánh chịu lấy thiên địa tà ác năng lượng trái cây màu đen, dung mạo không đáng để ý, vào tay về sau, lại trầm trọng vạn cân, giống như là hắc sắc quả tạ. Có thể nghĩ, Tị đạo cũng thế, không dám lấy lòng. Tiểu tử. Ngươi dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không muốn sống. Cái thứ nhất tiêu, thuộc về là ở tầng thiên trên tay, thua thiệt qua hỏa yêu vực thiếu chủ, chư quân, chúng ta không bằng liên thủ, trực tiếp mặt sát hắn, miễn cho đằng sau, tiểu tử này tại lén lén lúc lúc, ngầm thi quỷ kế. Ha ha. Ngươi có thể có thể đã quên, ta đã cảnh cáo ngươi, nửa đối ta ngao ngao, mệnh của ngươi, liền không có. Tần Thiên một hơi đem trái cây màu đen, nuốt vào. Thể nội tuôn ra, không có gì sánh kịp cường hãn cuồng bạo năng lượng, tà ác ý chí, trùng kích linh hồn ý chí, muốn đem mình, phủ lên thành một cái ma đầu, tà ác tồn tại. Chỉ là một cái tà ác trái cây, làm sao sẽ thôn vệ bản thân. Thanh niên kinh thường cười cười, sử dụng hằng cổ ý chí, hơi hợt trấn áp xuống dưới. Đinh Đinh tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh phục dụng, hắc bạch tạo hóa thụ trái cây màu đen. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp tiên vị kỷ nguyên cảnh 75 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp tiên vị kỷ nguyên cảnh 76 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp tiên vị kỷ nguyên cảnh 77 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp tiên vị kỷ nguyên cảnh 80 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp tiên vị kỷ nguyên cảnh 90 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp tiên vị kỷ nguyên cảnh 99 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hỗn độn kỷ nguyên cảnh một bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hỗn độn kỷ nguyên cảnh 10 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hỗn độn kỷ nguyên cảnh 50 bước. Cảnh giới tu vi liên tục đột phá, đen phất phơ, đằng đằng sát khí, tựa như tuyệt thế đại ma thần, đứng sừng sững trong đại sảnh, trung động tâm hồn của người ta. Cẩu vật, giết người lập uy cửu u cung trong tay hiển hiện tần thiên hít sâu một hơi thể nội lực lượng không kiên nể gì cả toàn bộ rót vào cung tiễn super sai gian cấp 7, yêu nghiệt hình thái cao cấp vĩ thú hình thái thần cấp tam đoạn chung cực bát môn độn giáp chi trận trái ác quỷ gomu gomu no mi tứ cấp phong phú hệ thống năng lực tầng tầng mở ra kim sắc trường yêu dị bề ngoài kéo cung trăng tròn sát lục chi khí kinh thiên động địa vang dội của kim cho dù là bình tĩnh chỉ thủy mộ dung liễu đều lần thứ hai kinh diễm đến trời ạ tên yêu nghiệt này còn có sau khi biến thân thực lực chợt tăng thủ đoạn hiện tại lực lượng của hắn đến rồi hồ tưởng tượng trình độ tam tiễn định thiên hạ sư sư ba nói sơn tối như đêm gánh chịu địa ngục tu la lực lượng mũi tên xé rách vạn cổ thanh thiên thế không thể đỡ chưa từng có không có tử vong uy hiếp bóng tối, ép tới gần linh hồn. Hỏa yêu vực thiếu chủ, con mắt bối rối, trung bần bật, không. Nhanh cứu ta. Thiếu chủ. Phụ trách bảo hộ hỏa yêu vực thiếu chủ thiên vị chuyển sinh cảnh 99 bước cường giả, trắng phía trước, triển khai phòng ngự tư thế. Quanh một tiếng. Ba mũi tên, lưu tinh quen nguyệt, gió quét lá vàng, xé rách phòng ngự. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tiêu diêu la hán, động phủ đại sảnh. Tất cả mọi người, con ngươi co vào. Trung động, sợ hãi, kinh diễm. Ba nói kéo lấy địa ngục hình ảnh mũi tên, gió quét lá vàng xé rách phía trước phòng ngự. Trong chớp mắt, thiên vị chuyển sinh cảnh 99 bước cường giả, hồn phi yên diệt. Hỏa yêu vực thiếu chủ, cũng là khó thoát một kiếp, tan xương nát thịt. Lộc cộc. Quái vật. Ma quỷ. Nhìn về phía cái kia màu trắng kim thanh niên ánh mắt, giống nhau kính sợ, sợ hãi. Ha ha. Một câu, tất cả mọi người lăn ra ngoài. Cái này tiêu diêu la hán động phủ, là của ta tay cầm cửu u cung, bá khí vênh váo, tầng thiên mở miệng, ra nghiêm nghị thấu xương tuyên ngôn. Ngươi. Ngươi không cần quá bá đạo. Một người, muốn nuốt một mình cơ duyên sao? Một thanh niên thần sắc trắng bệch hữu khí vô lực phản bác nói a à, nguyên lai like, các ngươi là muốn nếm thử cung tên trong tay của ta mùi vị tần thiên chậm rãi giơ lên cửu u cung kéo động dây cung cấm kỵ sắc bén ba động sinh ra lan tràn mặt đất sụt ra đại lượng vết rách líp nha líp nhíp như là mạng nhện đáng giận yêu nghiệt ngươi không có kết quả tốt mười mấy cái nhân ảnh đắm chìm trong thanh niên dâm huy phía dưới bất đắc dĩ rời đi. Vì cái gì, ngươi không đi. Một lát sau, Tần Thiên quay đầu, nhìn về phía trống rỗng trong đại sảnh, trừ mình ra, một người khác. Không nhiễm một hạt bụi màu trắng ngọc bào, trường buộc lên, trong tay quạt xếp, có thể xưng ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ binh sĩ. Mộ dung liễu vi hơi cười yếu ớt, tiểu tử, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi rốt cuộc là ai. Như ngươi bậc này người trẻ tuổi, nên đăng thiên linh vực bên trên, khu vực trung tâm, Đăng Thiên Lục bên trên tiếng tâm lừng lẫy cái thế kỳ tài. Đăng Thiên Lục. Cái thế kỳ tài. Tần Thiên Hồ nghi, thật có lỗi, ta không biết cái gì Đăng Thiên Lục. Chỉ là muốn một người hưởng thụ nơi này cơ duyên, ngươi không muốn chết, lập tức ra ngoài, tiểu nương môn, đừng cho là ta không biết ngươi là nữ nhân. Lạc Thủ Tồi Hoa, ta có thể là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi nghe được đối phương xưng hô bản thân tiểu nương môn, mộ dung liễu giận không chỗ phát tiết mặt phần lớn là mấy phần đỏ thắm, lộ ra phá lệ tươi đẹp động lòng người, tranh con. Nói cho ngươi, ta là đăng thiên linh vực, phương bắc 32 vực, mạnh nhất tiên liễu vực, vực chủ. Mộ dung liễu. Cái gì? Tần thiên giật nảy mình, ngươi nói đồ sao, nhất vực chi chủ, lẫn vào chúng ta trong đám người này, tìm đến cơ duyên. Ha ha, tiểu tử thúi, ngươi hiểu cái bản vực chủ không nói với ngươi thô tục mộ dung liễu hắn giọng một cái tiêu diêu la hán cơ duyên người bên ngoài không biết ngọn nguồn bản vực chủ thế nhưng là biết đến thanh thanh sở sở tiêu diêu la hán là viễn cổ thời kỳ phật gia cao nhân tu vi đăng phong tạo cực chỉ thiếu chút nữa thăm dò thiên cơ sau khi hắn chết không có lưu lại truyền thừa lực bởi vì nhục thân hồn phách tại phong ấn thiên ma cuộc bên trong thần ma thời điểm tan thành mây khói nhưng là nhân lưu lại một cái xá lợi tử Xá lợi tử, ngươi sẽ không không hiểu được đi, đó là đến nói cao tăng sau khi chết, lưu lại tinh hoa. Bản vật chủ, đối với tiêu diêu là hán xá lợi tử, thế nhưng là tình thế bắt buộc. Nữ nhân này, không giống đang nói đùa nha. Tần Thiên Long mày dựng thẳng lên càng nặng nề, cùng nhất vực chi chủ đối kháng, bản thân khẳng định không chiêu nha. Không muốn chết, cút ngay. Chợt, mộ dung liễu, nói một lần, tần thiên trước đó hướng về phía những người khác nói qua lời nói tự hồ là cố ý như thế tiểu nương môn ta chả lẽ lại sợ ngươi ngươi cái này nữ giả nam trang không dễ dàng bại lộ thân phận nhất định là bởi vì tại thiên ma quật không cách nào thi triển ra toàn bộ lực lượng bất kể là ra tại cái gì nguyện ý không có cánh phượng hoàng ta ngược chết ngươi tần thiên thần sắc chắc chắn càng rỡ đem tất cả khống chế đang ánh mắt bên trong hô hô mộ dung liễu hô hấp gấp gáp tức giận không nhẹ tiểu hỗn đảng ta diệt ngươi ầm ầm một chưởng đánh ra vạn trượng gần sóng hủy diệt thiên địa là thiên vị chuyển sinh cảnh đỉnh phong nhân vật không cách nào chống cự tan xương nát thịt lực lượng sưu một đạo hắc ám cửu u tiễn quan phá toái hư không hóa giải mộ dung liễu một chưởng chi uy phong bạo nổ tung không kiên nể gì cả hoành tảo tứ phương Tiêu diêu la hán động phủ, giống là có vô hình vô chất vĩ ngạn lực lượng che chở, bằng không thì đã sớm là sang thành bình địa, sụp đổ. Tiểu tử thúi Bản vực chủ lộ ra ngay thân phận, ngươi còn dám ngôn ngữ va chạm, bất kính với ta, hôm nay không đem ngươi thiên đao vạn quả, tính bản vực chủ uổng phí mù rồi. Mộ dung liễu, đằng đằng sát khí, buộc lên trường giải khai đai lưng, lộn xộn bay múa, phối hợp lên trên cái kia gương mặt xinh đẹp, nữ tử dung nhan lộ ra không thể nghi ngờ. Trong tay một thanh, xanh biết thon dài trường kiếm, chiếu sáng rạng rỡ, sắc bén kinh người. Hắc hắc, chán nản phượng hoàng không bằng vịt. Ngươi cũng đừng mang đá lên đập chân của mình. Tần thiên xuất ra cửu u cung, tiếu dung trêu tức sáng lạn Dết! Mộ dung liễu nhất kiếm chém ra. Sắc bén to lớn kiếm quang, dung nhập lấy thủy thuộc tính pháp tắc. Kim thuộc tính pháp tắc. Một thuộc tính pháp tắc tam trọng pháp tắc chi lực, hòa lẫn. Lại có mộ dung liễu sâu không lường được tu vi nội tình chèo chống. Thánh vị chuyển sinh cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng phải biến sắc. Vị diện chi lực, trấn áp chư thiên. Tần thiên hét lớn một tiếng. Hỗn động vô thường, cùng cuộn thần bí vị diện chi lực, gánh chịu lấy hủy diệt pháp tắc, không gian pháp tắc lực lượng, trấn áp xuống. Chưa chém vào đến trước người kiếm quang, tại vị diện chi lực áp bách dưới, ầm ầm nổ tung tan thành mây khói, đại sảnh không chịu nổi phụ trọng, lung lay sắp đổ, ngoại giới phong vân biến sắc, các bay đá chạy. Cái này, nhất vực chi chủ, kiến thức trọng mộ dung liễu, làm sao có thể không cảm thụ được. Hủy diệt pháp tắc, không gian pháp tắc. Người tên yêu nghiệt này, đồ hỗn trướng, còn lĩnh ngộ hai loại trí cường pháp tắc à, chẳng trách dám cùng bản vực chủ khiêu chiến. Nói cho ngươi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo bản vực chủ bản thân phong ấn tu vi thực lực kia cũng là địch nổi tổ vị chuyển sinh cảnh Nhà! làm ta sợ muốn chết mộ dung liễu vực chủ mau lại đây ứng phó ta đi ta đều cầu cũng không được tần thiên nhún vai thái độ bất cần đời có vị diện lực áp bách bản thân chiếm cứ địa lợi mà cái kia mộ dung liễu bó tay bó chân chiến lực lại là bị suy yếu mấy phần thiên liễu kiếm quyết Nghiến răng nghiến lợi, mộ dung liễu thi triển ra lá bài tẩy của mình sát chiêu. Rầm rầm. Lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang, giống như một chuẩn bị thần bí trong suốt cành liễu, ba động sắc bén cổ lão. Thất thập nhị biến, nhật nguyệt tinh thần. Thất thập nhị biến, điểm thạch thành kim. Thất thập nhị biến, hô phong hoáng vũ. Thất thập nhị biến, phi sa tẩu thạch. Thất thập nhị biến, điện thiểm lôi minh. Biến hóa chi thuật, tầng tầng lớp lớp tế ra. Trừ ngoài ra, tầng thiên toàn lực kéo động cửu u cung tam tiễn, định thiên hạ. Ầm. Ầm. Đông đông đông. Hỗn loạn cấm kỵ phong bạo, trong đại sảnh liên miên bất tuyệt nổ tung. Màu trắng ngọc bào, vụn vặt thêm vài phần, mộ dung liễu thần sắc trắng bệch, ngưng trọng yêu nghiệt. Đại yêu quái, bản vật chủ liều mạng với ngươi. Ầm. Ầm. Cấm địa thiên ma quật, tiêu diêu la hán động phủ đại sảnh. Màu trắng ngọc bào, thất linh bát toái mộ dung liễu, đôi mắt hàm sát, lửa giận ngút trời ta. À. Yêu nghiệt, bản vực chủ liều mạng với ngươi. Một cái châu chấu sâu kiến, còn dám cùng bản vực chủ tranh đoạt tiêu diêu la hán bảo tàng, không thể chịu đựng. Ha ha! Super Saiyan cấp 7, phủ lên thành mái tóc dài vàng ống, lộn xộn bay lên. Tuấn tú gương mặt, bày biện ra điên cuồng, tà ác, bá đạo sắc thái. Tần Thiên vừa dùng không gian chi dực, cân đẩu vân tăng phúc tốc độ, cùng đối phương quần nhau, một bên ngửa mặt lên trời cười to, ngôn ngữ đùa giỡn mộ dung liễu vực chủ. Cùng ta liều, ngươi dựa vào cái gì nha? Nếu là ngươi có thể xuất ra thời kỳ toàn thịnh lực lượng, bản công tử quay đầu chạy, chỉ tiếc, vẫn là câu nói kia, chán nản phượng hoàng không bằng gà. Ngoan ngoãn rời khỏi nơi này, bằng không thì. Đừng trách bản công tử, không biết thương hương tiết ngọc đem ngươi cái kia trên thân thể lưu lại mấy đạo vết thương ngươi mộ dung liễu tiến công như điện lại là không làm gì được thiếu niên trắng nõn nhu khuôn mặt đẹp càng giận không kềm được hỗn đảng. ngươi không cần quá kiêu ngạo yêu nghiệt nạp mạng đi thiên liễu kiếm quyết thần liễu xuất thế trong nháy mắt cấm kỵ thần bí mênh mông cổ lão lực lượng ra đời một gốc kình thiên độ cao mây mù lượng quanh thanh sắc cây liễu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhìn kỹ, mới phát hiện cái này khỏa lục liễu, kỳ thực là một đạo khủng bố thần thánh kiếm quang. Mỗi một cây cành liễu, đều là phong mang tất lộ, trảm đoạn hồng câu lạch trời. T. Nguy hiểm nha. Tần thiên hít sâu một hơi. Hừ. Yêu nghiệt tiểu tử, một chiêu này. Mẫn diệt bình thường tổ vị chuyển sinh cảnh cường giả, đều không nói ở đây, nhìn ngươi tiểu tử thúi này, làm sao hóa giải. Mộ dung liễu, tự tin bừng bừng, nhất kiếm chỉ. Thần bí mênh mông cây liễu, hóa thành một vệt sáng, đập hướng về phía trước, thế không thể đỡ, gió quét lá vàng, vĩ ngạn Phật quan bao phủ che chở đại sảnh, mặt đất vách tường, vậy mà đều là sụp đổ dữ tận vết rách. Hắc hắc! Là rất nguy hiểm nha! Tần thiên liếm môi một cái, cửu trọng thiên vị diện chi lực thu nạp, tạo thành một mảnh kiên cố không phá vỡ nổi bình chướng, thủ hộ tự thân. Trừ ngoài ra, hai con ngươi bên trong dâng lên một cổ huyễn hoặc khó hiểu, áp đảo thương thiên vạn vật trên vận mệnh khí tức. Giờ khắc này, thanh niên lắc mình biến hóa, tựa như thành cao cao tại thượng, thống ngự vạn giới vận mệnh thần linh, nhất cử nhất động, có vận mệnh khí tức lực lượng nương theo. Mệnh vận pháp tắc. Phá. Trăng rắc trầm rầm. Mắt trần có thể thấy dưới tình huống, cái kia thế không thể đỡ mênh mông cây liễu kiếm quang, một chút xíu bị vận mệnh lực lượng suy yếu, phân giải, quy lực giảm nhiều, đánh vào vị diện chi lực phòng ngự bên trên. Đông đông đông. Ầm. Đất trung núi chuyển, đại sảnh không chịu nổi phụ trọng, lung lay sắp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Phốc phốc. Tần Thiên cùng mộ Dung Liễu, lần lượt là thổ huyết, bay ngược mà ra. Vẫn chưa xong đâu. Bay ra ngoài trong nháy mắt, Tần Thiên kéo động cửu u cung. Gánh chịu địa ngục cửu u lực lượng mũi tên, xé rách hư không, xuyên thấu mộ dung liễu ngực, đem nàng đóng vào trên vách tường. A, à, đau nhức kêu một tiếng, nữ tử khuôn mặt nhỏ đều là tái nhợt rất nhiều. Vì cái gì, tại sao sẽ như vậy, bản vực chủ thế mà, không địch lại một cái thấp kém hậu bối vãng sinh. Hô! Thở dài một hơi, tần thiên trên mặt đất đứng lên, dẫn theo cửu u cung, đi tới mộ dung liễu trước người u, chúng ta mộ dung liễu vực chủ. Không phải thật điên à, tại sao không nói chuyện? Thật có lỗi nha, nhất tiễn đem ngươi đóng vào trên vách tường, ngực khẳng định rất đau đi, có muốn hay không ta cho ngươi xoa xoa nha. Ngươi! Mộ dung liễu vành tai nóng lên đỏ bừng, ngươi! Ngươi tên yêu nghiệt này tiểu tử! Sĩ khả sát bất khả nhục, có khả năng giết bản vực chủ, không phải thiên ma quật cẩu thí quy tắc áp chế, bản vực chủ một phần mười vĩ lực, diệt tất cả ngươi một trăm lần, một ngàn lần. Trả lại cho ta càng rỡ đây, ngươi rất có thú nha. Tần thiên nghĩ đến, trên ngón tay hắc sắc u quan lấp lóe. Tốt, tốt. Bản vực chủ, cùng ngươi đồng quy vu tận, mộ dung liễu đôi mắt nghiêm nghị, làm xong ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Nàng dù sao có ngập trời tu vi, bất quá là bởi vì tại thiên ma cuộc bên trong nhận lấy áp chế, phù dung sớm nở tối tàn bộc phát về sau, chém giết trước mắt yêu nghiệt, một trăm phần trăm có thể thực hiện, chỉ là hậu quả chính là, thiên ma quật quy tắc phản vệ, nàng cũng không sống được. Ngươi, ngươi đang làm cái gì? Chợt, mộ dung liễu mê mang, đối phương không phải muốn giết mình. Bản thân gương mặt trắng noãn bên trên, cho đối phương vẽ lên mấy nói sốt xếp đồ án. Có ý tứ gì? Lần sau nữ giả nam trang, nhớ kỹ ở trên mặt vẽ mấy nói đồ án, ta thế nhưng là liếc thấy phá ngươi thân nữ nhi nha mộ dung liễu vực chủ. Tần Thiên cười một tiếng dài, quay người lướt vào động phủ chỗ sâu, tìm cái kia tiêu diêu la hán bảo tàng đi. Giờ này khắc này, không còn có người, có thể ngăn cản bản thân, cùng mình là địch. Cái này, tiểu tử, bản vực chủ, tuyệt đối sẽ không thả ngươi. Xen lẫn phẫn nộ, xoắn suýt tiếng gầm gừ, quanh quẩn trong đại sảnh. Xuyên qua tầng một nồng nặc Phật quang mây mù. Tần Thiên gặp được, Phía trước trên bệ đá, ngồi xuống một người, lão tăng nhập định giống như vị nhưng bất động, quanh thân Phật quan phổ chiếu, cái ốc sáng loáng, còn có mấy cái giới ba. Một thân cổ phát Phật y, khuôn mặt trang nghiêm túc mục, 30 tuổi ra mặt. a à, cái này người chính là Tiêu Diêu La Hán. Tần Thiên mở ra vận chuyển hỗn độn Rine gan nhãn lực xem xét ở nơi này Tiêu Diêu La Hán trong thi thể, một cái to bằng nắm đấm trẻ con xá lợi tử, chiếu sáng rạng rỡ, quan mang vô tận xá lợi tử tự nhiên mà thành phật pháp chi khí dập dần quanh quẩn tiền bối tha thứ ta vô lễ tần thiên chấp tay thi cái lễ tùy theo bàn tay phát lực đem cái kia xá lợi tử nhiếp vào lòng bàn tay ngồi xếp bằng ở trên bãi đá tiêu diêu la hán nhục thân hồn phi yên diệt lúc đầu bộ thân thể này chính là xá lợi tử nuốt phun ra hư tượng mà thôi chân chính tiêu diêu la hán nhục thân có thể không biết quỷ diệt bao nhiêu năm tháng. Được. Thần sắc chờ mong hưng phấn, tần thiên ngồi xếp bằng xuống, tiến nhập hấp thu xá lợi tử năng lượng quá trình. Xá lợi tử bao hàm lực lượng, xen lẫn vô thượng Phật tính, có thể đưa đến tịnh hóa tâm linh, xua tan tâm ma hiệu quả. Cổ nguy nga quang minh Phật gia năng lượng, càng là hoàng mỹ cột rửa nhục thân linh hồn, tăng phúc tu vi cảnh giới. Chẳng trách nhất vực chi chủ mộ dung liễu, đều nguyện ý thả xuống tư thái, nữ giả nam trang, Chui vào thiên ma quật chính là vì Tiêu Diêu La Hán xá lợi tử. Làm sao, cái này tiểu nương môn, gặp hoành không xuất thế tầng thiên, bằng không thì cái khác dành Tiêu Diêu La Hán xá lợi tử người, thật là không có một cái nào là mộ dung liễu đối thủ đi. Trong đại sảnh, vỡ vụn sâu đâm thủng ngực, đem mình đinh ở trên vách tường mũi tên. Mộ dung liễu vận chuyển thần lực, bộ ngực thương thế chậm rãi khép lại, vết máu tiêu tán, đôi mắt đẹp mang theo phức tạp vận vị nhìn thẳng động phủ chỗ sâu xá lợi tử khẳng định dĩ nhiên bị tiểu tử kia phải đi ta tại sông đi lên chuyện vô bổ yêu nghiệt tiểu tử bản vật chủ sẽ không quên hôm nay sỉ nhục rầm rầm trong núi không tuế nguyệt chớp mắt nửa tháng trôi qua quan cảnh xá lợi tử bên trong bao hàm cuồn cuộn phật đạo lực lượng bị tần thiên luyện hóa hấp thu một ánh sáng cảnh giới bắt đầu điên cuồng tăng lên cất cao đinh đinh tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh luyện hóa tiêu diêu la hán xá lợi tử một cái. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hỗn độn kỷ nguyên cảnh 51 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hỗn độn kỷ nguyên cảnh 52 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hỗn độn kỷ nguyên cảnh 53 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hỗn độn kỷ nguyên cảnh 60 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hỗn độn kỷ nguyên cảnh 70 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hỗn độn kỷ nguyên cảnh 80 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp. Bất hủ kỷ nguyên cảnh 10 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp. Bất hủ kỷ nguyên cảnh 90 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp. Bất hủ kỷ nguyên cảnh 99 bước. Ha ha ha. Chỉ thiếu chút nữa, ta cũng có thể đi vào chuyển sinh cảnh. Đợi ta từ thiên ma quật đi ra ngày đó, chính là ta thống một đăng thiên linh vực phương Bắc 32 vực thời điểm. Tần Thiên Hào tình vạn trượng, thống khoái cười to, đạp một cái chân, rời đi tiêu diêu la hán động phủ. Thiên ma quật, khói mù trên bầu trời, lôi đình cuồn cuộn, mây đen dày đặc, mưa to mênh mông, thực sự là quỷ thời tiết nha. Tần Thiên tay cầm cửu u cung, không gian chi dực thôi động thân hình, tìm cơ duyên đến. Yêu nghiệt hệ thống thăng cấp, hệ thống thương điếm, hệ thống tiểu địa đồ, đều không thể sử dụng cho nên cơ duyên này trên trời đến là không thể nào, nhất định phải đi vạn dặm đường, mù mờ đi. Thùng thùng ầm. Chiến đấu động tĩnh từ xa đến gần, hơn nữa căn cứ cơn bão táp này lan tràn ba động đến xem, cái kia động thủ chi nhân, thực lực còn không có thể kinh thường nha. Hỗn độn Rine Saringan mở ra, nhãn lực vô khổng bất nhập, xảo diệu vương dài ra ngoài, tìm tòi hư thực. Vỡ nát hầu như không còn, cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích thiên không, một cái tóc tai bù xù nhân loại thân ảnh, đang cùng một đám mây đen chém giết. Mây đen kia bên trong, hai quả đèn lồng màu đỏ lớn ánh mắt. Tản mát ra cực đoan tà ác, phương thức công kích cũng là quỷ dị, một chiêu một thức. Tổ vị chuyển sinh cảnh đỉnh phong tồn tại, đều muốn nhượng bộ lui binh. Tóc tai bù xù, màu trắng ngọc bào thất linh bát toái, lộ ra phấn lộn da tuyết mộ dung liễu, liên tục bại lui. A. À, bản vực chủ thực sự là gặp vận đen tám đời. Tiêu diêu la hán xá lợi tử không được đến, rời đi thiên ma quật nửa đường, còn gặp cái này du đảng tại thiên ma quật khu thần ma ác linh, xem ra bản vật chủ, hôm nay khó thoát một kiếp à. Khạch khạch kiệt, nhân loại. Ngươi phong ấn tu vi, bất quá cái kia trong máu thịt còn có khó có thể tưởng tượng năng lượng thật lớn nha, ta muốn ăn ngươi. Một đám mây đen hình thái thần ma ác linh, phát ra thanh âm chói tai khó nghe. Bất quá mà. Sau khi ăn xong ngươi trước, ta thế nhưng là phải thật tốt chà đạp ngươi một phen, thiên ma quật bên trong không thấy ánh mặt trời. Thật vất vả, đụng phải ngươi một cái như vậy tu vi cao siêu, lại áp chế thực lực đi vào thiên ma quật nữ nhân, bản ma sẽ không để ngươi chết thống khổ. Ô ngôn uế ngữ Mộ dung liễu tại sao có thể chịu được, hai mắt đỏ ngầu kêu ma, bản vực chủ cùng ngươi đồng quy vu tận. Sư Sư Ba nói kéo lấy tu la địa ngục cảnh tượng, tê sắc vô cùng tiễn quang từ xa đến gần trong nháy mắt quán xuyên thần ma ác linh thân thể tại đây mây đen bên trên ba cái lỗ thủng thật lâu không thể khép lại a à. là ai cái kia tên đê tiện đánh lén bản ma trên người treo ba cái lỗ thủng thần ma ác linh phát ra cuồng loạn gào thét cộc cộc chân đạp hư không xúc địa thành thốn mỗi một bước đều vượt qua ngàn trượng khoảng cách chớp mắt thân mặc quần áo màu trắng tuấn lãng thần bí thanh niên đặt chân ở mộ dung liễu bên cạnh mộ dung liễu vực chủ hồi lâu không gặp nha không nghĩ tới ta mới luyện hóa xong tiêu diêu la hán xá lợi tử liền thấy ngươi hãm sâu quẩn cảnh nha quá hữu duyên phân đi ngươi là ngươi tên yêu nghiệt này tiểu tử mộ dung liễu ánh mắt hoảng hốt giật mình ngoài ý muốn hừ ngươi sẽ hảo tâm cứu ta mới vừa ba mũi tên rõ ràng là tay cầm cửu u cung thanh niên phát ra vì cái gì sẽ không cứu ngươi đâu. Cùng mộ dung liễu vật chủ, lúc trước một phen kịch chiến, ngươi quên rồi sao? Không đánh nhau thì không quen biết à, đổi lại là người bên ngoài, ta sớm giết. Tần thiên nhạc cười nhạt lấy trả lời, nhàn thoại nói ít, ta trước làm thịt cái này thần ma ác linh. Hướng nát cửu tiêu, không lấy nói đồng hồ sát lục chi lực, trong khoảnh khắc từ thanh niên thể nội bộc phát ra. Như nếu nói bên trên một giây đồng hồ, tần thiên vẫn chỉ là một cái khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng thủy chung treo một vòng thần bí nụ cười thanh niên. Như vậy tại thời khắc này, chính là hóa thành một tôn, vạn cổ đại ma thần. Khủng bố cực đoan thuần túy giết chóc, phía sau thậm chí cả, phản chiếu ra một mảnh núi thay biển máu, trồng thi như núi vạn vẹo hình ảnh. Cường giả Cái nào dưới chân, không phải dẫm lên trắng như tuyết bạch cốt. Thế nhưng là mộ dung liễu, cảm nhận được thanh niên vô địch giết chóc khí thế về sau, vẫn là không nhịn được há mồm trợn mắt bản vực chủ tu luyện trăm năm, đều không có hắn như thế sát khí ác liệt nha, tên yêu nghiệt này. Chưa từng có không có tử vong nguy cơ, đánh tới chớp nhoáng. Thần ma ác linh, đỏ con mắt màu đỏ bên trong, cởi trần ra sợ hãi sắc thái, nhân loại, ngươi đến tột cùng là ai? Đinh! Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh mở ra yêu nghiệt hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh sống được 1.500 lần điểm chiến lực công suất. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra cao cấp vĩ thú hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi tứ cấp. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra thần cấp tam đoạn bát môn độn giáp chi trận. Lướt qua Super Saiyan cấp 7, hệ thống khác năng lực, toàn bộ mở ra. Tăng thêm bất hủ kỷ nguyên cảnh 99 bước đỉnh phong tu vi trình độ. Tần thiên nắm giữ, chưa bao giờ có khủng bố lực lượng cấm kỵ. Cửu U Cung, trong tay kéo ra, trăng tròn cửu U mũi tên. Nhất tiễn đảng kiền khôn. Sưu hắc sắc tranh tranh tiễn mang xé rách vạn của thanh thiên lan tràn ra cực đoan ba động là tổ vị chuyển sinh cảnh đỉnh phong nhân vật nhượng bộ lui binh trợn cả tóc gáy không thần ma ác linh hắc vân hình thái thân thể tản mát ra tầng tầng lớp lớp như sóng to gió lớn ma khí tà ác năng lượng làm sao cửu u mũi tên lấy gió quét lá vàng thế không thể đỡ xu thế tan vỡ tất cả cách trở đem thần ma ác linh bắn giết nhất tiễn miễu sát Mộ dung liễu nhìn là, hoảng sợ không cách nào nói rõ cái thế vô địch đại yêu nghiệt mới trưởng thành đến bất hủ kỷ nguyên cảnh 99 bước mà thôi. Nếu như tiểu tử này, bước vào chuyển sinh bất tử lĩnh vực, tại phương Bắc 32 vực bên trên, đều là tung hoành ngang dọc tồn tại, hoặc có lẽ là 32 vực sẽ nên tới một cái, tuyệt thế vô địch yêu quái, sinh ra trước nay chưa có cách cục trung chuyển. Cạc cạc cạc. Thật là kém đáng thương nha. Tần Thiên nói một câu, để cho người ta học máu tới. Mộ dung liễu vực chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi không cần cảm ơn ta, mau rời đi thiên ma cuộc đi. Ngày sau, có cơ hội nhường ngươi báo đáp ta. Ngươi! Mộ dung liễu dở khóc dở cười, bản thân ngược lại là, thiếu tiểu tử này một cái ân cứu mạng. Cấm địa, thiên ma cuộc. Lờ mờ giữ tận trên bầu trời, mộ dung liễu lấy ra một kiện mới tinh áo bào mặt lên người, che lại lộ ra xuân quan gia tuyết. Yêu nghiệt. Ta còn không biết tên của ngươi. Tần Thiên. Thanh niên áo trắng, Tiếu Dung hài hước trả lời. Trước đây không lâu, thiên địa thánh tử đại chiến, xuất thế cái kia, thiên địa thánh tử vương giả, Tần Thiên. Mộ Dung liễu ánh mắt co rút lại thành lỗ kim chẳng trách, ngươi như vậy biến thái, thực lực vô địch. Ta nói mộ Dung liễu vực chủ, nếu là ngươi ở đây mở miệng một tiếng biến thái, yêu nghiệt, liền tha thứ ta vô lễ nha, ngươi xem lấy hoang sơn giả lĩnh, ta có là biện pháp, dạy dỗ ngươi nha, tần thiên ngoạn vị nhếch miệng. Lộc cộc Nuốt vào một miệng lớn nước miếng, mộ dung liễu sắc mặt hơi trắng bệch, tần thiên, sau này còn gặp lại. Bay đến chân trời, khoảng cách đủ xa về sau, tiểu nương môn lại là đảm lượng bột phát, quay đầu quát nói yêu nghiệt. Ngươi chờ ta. Nữ nhân này, thực sự là tính tình đáng yêu nha, tần thiên lắc đầu, tiếp tục bước lên một người, ở nơi này thiên ma quật bên trong du đảng lộ trình. Tương đối, đăng thiên linh vực, phương bắc 32 vực biên giới, hư không dập dần, đi ra một cái trường sam tôn quý khí độ nam tử tới. Nam tử khí tức cuồn cuộn khủng bố, ánh mắt bể nghệ chư thiên, rất có nhìn xuống tất cả, cao cao tại thượng vị đạo. Ha ha, lần này dân tộc trưởng chi mệnh, đến thống nhất phương bắc 32 vực, hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi nha. Mấy ngày trôi qua thiên ma quật bên trong tầng thiên săn giết không ít thần ma ác linh hiện tại trên người tán phát ra giết chóc khí thế bình thường thần ma ác linh cảm nhận được về sau lập tức là nhìn phong nhi trốn không biết tung tích nửa ngày trước ngay tại một cổ mông lung thanh âm thần bí vẫy gọi dưới thanh niên bất tri bất giác ngược dòng tìm hiểu đã tới một cái sâu không thấy đáy sâu thẳm địa đáy khe hở trước mắt trần có thể thấy thần ma ác linh khí tức bành trướng nồng đậm đến hóa thành sương mù trình độ từ thâm thúy địa đáy khe hở chỗ sâu phun ra. Nơi này, không phải là thần ma ác linh hang ổ sao. Dù sao không phải chỗ tốt nha, để cho ta đều tâm thần căng cứng, sau sống lưng lương phát lạnh, dẫn theo cửu u cung, tần thiên đứng tại chỗ đáy khe hở trước, suy tư do dự, thanh âm thần bí, kêu gọi ta lại tới đây, đến cùng không biết có chuyện gì đâu. Ta có nên đi vào hay không đây? Đến. Tiểu bối, mau vào. Thần bí tiếng gọi, lộ ra càng thêm sốt ruột, có phần không chờ mong, thành khẩn, cầu xin. Em đi. Liều mạng liều mạng. Quảng hắn cơ duyên vẫn là mê hoặc bẫy rập của ta, hơi công nơi tay, còn không có ta đung đưa bất bình sự tình. Cắn răng, tầng thiên phía sau không gian chi giật gào thét, thôi động thân hình, bay vào thâm nguyên khe hở. Trống. Trống. Nhân loại, là nhân loại. Sau không lường được khe hở thâm nguyên, hai bên trên vách tường, lại là như là đầm lầy, vô số kể, ngàn vạn thần ma ác linh chiếm cứ, miêu tả sinh động, nhưng lại một cổ lực lượng vô hình, tại lôi kéo giam cầm bọn hắn. Ha ha! Nghĩ muốn ăn ta nha! Các ngươi tới nha, cắn ta nha! Tần thiên hướng phía dương nanh múa vuốt, mắt lộ ra hung qua ngàn vạn thần ma ác linh, cố ý khiêu khích kích thích quát nói. Trống! Nhân loại! Đáng chết nhân loại, chúng ta nếu là chạy ra ngoài, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không cần đi, nhân loại, có khả năng bên trên trước mặt ta tới. Đi ngươi đại gia, ta vô duyên vô cố đi lên trước cho ngươi ăn nha, tần thiên cười lạnh, thân hình hạ xuống, xâm nhập khe hở thâm uyên. Hai cước trầm xuống, đã dẫm vào triều tịch, che kính thi cốt mặt đất. Tối nghĩa mông lung bạch quang, lấp lóe sen lẫn, đi ra một cái râu tóc đều là bạch, tiên phong đạo cốt lão giả. Ánh mắt của lão giả, trải qua tang thương, giống như chứng kiến khai thiên tích địa thiên địa chuyển đổi xâm la vạn tường đúng lão nhân gia kêu gọi ta tới tần thiên ánh mắt nghiêm nghị cảnh giác dò xét tính hỏi bản tọa quả thật không nhìn lầm người không đơn giản chiến lực cái thế vô địch khí phách cũng là vô song vạn cổ thực sự dám lẽ loi một mình đến nơi này đến lão giả vui mừng nhẹ gật đầu nghiễm nhiên một bộ không sai chính là ta vẫy gọi ngươi tới đây bộ dáng lão nhân gia xưng hô như thế nào ngươi là người phương nào vì cái gì tại cái địa phương quỷ quái này kêu gọi ta tới đây lại không biết có chuyện gì tần thiên hỏi một chuỗi vấn đề nói rất dài dòng nha lão giả thở dài một tiếng ta vốn là thái của thời đại cường giả ngày xưa thiên mang giới thai nén sơ khai vạn vật sinh linh sinh ra có nhân loại có yêu thú còn có cổ lão thần ma tộc đàn thời đại kia nhân loại nghèo nàn không như thần ma ác linh sinh ra tới chính là ba đầu sáu tay, lực lượng hủy thiên diệt địa. Còn nhân loại tốt đám tiền bối, câu thông thiên địa thần lực, đã sáng tạo ra một cái con đường tu luyện, có thể để yếu đuối trong thân thể, dung nạp không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nhân tộc cùng thần ma ác linh khai chiến. Vẫn lạc bao nhiêu anh kiệt, cuối cùng nhân tộc tàn thắng, từng vị thái cổ thời đại nhân tộc đỉnh phong cự đầu, hy sinh bản thân, phong ấn đại lượng ương ngạnh bất tử thần ma ác linh, lão phu chính là háo tổn huyết nhục tam hồn thất phách đổi lấy phong ấn ức vạn thần ma ác linh lực lượng đáng tiếc năm tháng dằn dặt, cái này thiên ma quật sợ là không chịu đựng nổi t tần thiên nhịn không được hít một hơi lương khí não hải oanh minh mơ hồ thấy được mang hoang thần bí thái cổ thời đại mặt đất bao la bên trên từng tôn địa ngục tu la giống như thần ma ác linh đột ngột từ mặt đất mọc lên giết hại vô tình gạt bỏ lấy thấp kém nhân loại về sau nhân loại phấn khởi chống cự, kinh thiên động địa, phá toái vũ trụ chiến đấu. Tiền bối đại nghĩa. Tiểu tử bội phục. Ha ha, không nói nhiều nói, lão giả lắc đầu, thiên ma quật, phong ấn lực lượng đang yếu bớt, ngay hôm đó lên, ta liền sẽ quan bế thiên ma quật cửa vào, ngày sau ngoại nhân không cách nào tiến vào, tối thiểu kéo dài một đoạn thời gian dài phong ấn hiệu quả, lâu là 10 năm 8 năm, đoạn là 3 năm 5 năm, nơi này thần ma ác linh Liền sắp xuất thế làm hại thế gian Ngươi ở đây thiên ma cuộc bên trong biểu hiện Bản tọa nhìn nhất thanh nhị sở Cho dù là tại thái cổ thời đại Cũng làm thuộc ngút trời chi nhân Có thể phải mau sớm trưởng thành Đảm đương nổi thủ hộ cái thời đại này trách nhiệm tới là nha Về phần, ta vẫy gọi ngươi tới đây mục đích Rất đơn giản, đưa ngươi một vật Giúp ngươi đại đạo chi lộ bên trên Tăng thêm hai cánh Vật gì? Tần thiên nghe vậy, đủ kiểu chờ mong trước người lão giả, đây chính là thái cổ thời đại cự đầu cường giả, tuyệt đối sẽ không xuất ra một chút, không coi là gì đồ vật nha. Thái cổ thời đại, có thập đại thánh khí, cầm đầu chính là nhân hoàng chung. Ta tặng cho ngươi, là là nhân tộc thập đại thánh khí bên trong, xếp hạng thứ 10 phục hy thông thiên trụ. Một đạo gánh chịu mãn hoang chi khí quan mang, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chui vào thanh niên mi tâm. Tần thiên thần sắc hoảng sợ, trong cơ thể của mình, một cây kình thiên chí cao, thái cổ quan mang quanh quẩn cột đá, sừng sững mà đứng, vạn năm bất diệt. Nuốt phun ra vô thượng thái cổ ba động, như là, trấn áp cái này mênh mông thiên địa kình thiên trụ. Bất luận kẻ nào, ở nơi này, phục hy thông thiên trụ đáp bách dưới, đều muốn thành thành thật thật chìm nổi. Phục hy thông thiên trụ. Tần thiên nhìn lấy thể nội, cái kia một cây vạn năm bất diệt, khí tượng rộng rãi mênh mông cột đá, thật lâu không thể lấy lại tinh thần tiền bối nhân tộc này thập đại thánh khí phục hy thông thiên trụ quý giá như thế chi vật ngươi liền tặng cho ta ha ha tháng năm dài đằng đẵng bên trong ta có thể trấn áp ức vạn thần ma ác linh phục hy thông thiên trụ không thể bỏ qua công lao nhưng mà cho đến ngày nay đối với phong ấn dĩ nhiên không hề có tác dụng vì vì bản tọa không có bất kỳ cái gì lực lượng đi thôi động mượn nhờ phục hy thông thiên trụ lực lượng tiên phong đạo cốt cần bạc trắng lão giả đang khi nói chuyện, thân hình càng mơ hồ, bồng bình muốn tán, tiểu tử, đi thôi. Rời đi thiên ma quật. Thời đại này, ngươi trưởng thành thời gian không nhiều lắm, liên quan tới thần ma ác linh sự tình, tuyệt đối không thể truyền đi, nếu không nhân tộc ngược lại sẽ đại loạn đứng lên, chỉ có hỗn loạn chân thực thực tới thật, nhân tộc mới có thể đoàn kết. Không sai nha. Thiên mang giới, vẻn vẹn nói cái này đăng thiên linh vực, chính là thế lực khắp nơi chiếm cứ, lẫn nhau là địch, không có khả năng hóa giải thù hận, thần ma ác linh tức sắp xuất thế tinh tức một khi bạo, đưa tới chỉ có thể là khủng hoảng, chỉ riêng không có cách nào bù đắp tai nạn trước, ân oán tình cừu quấn quanh nhân tộc. Mới có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, cùng nhau tác chiến. Tần Thiên rất cung kính thi cái lễ, trong lòng nhắc tới Cửu Trọng Thiên vị diện, ta cứu một lần. Lần này, thiên mang giới chúa cứu thế. Đồng dạng sẽ là ta. Phương Bắc, 32 vực linh hạt phái những ngày này có thể không tốt lắm trưởng giáo hạt vũ nghe tần thiên trước khi đi lời nói cho tà u cung đi yếu thế thiếp mời trước nửa tháng tà u cung trưởng giáo hay là đối với này tin là thật không có tới tìm phiền toái chỉ là hạt vũ trưởng giáo chậm chạp không tự mình đi tà u cung thần phục bởi vậy tà u cung trưởng giáo bắt đầu hoài nghi hôm nay còn cố ý phái tới hai vị trưởng lão đem lời làm rõ các ngươi linh hạt phái giết tà u cung đại trưởng lão nếu là hạt vũ trưởng giáo không tự mình đi tà u cung thần phục tùy ý chính là tà u cung đồ diệt linh hạt phái này nghị sự đại điện bên trong tà u cung nhị trưởng lão tam trưởng lão hai cái đều là thượng vị chuyển sinh cảnh sơ kỳ tồn tại hạt vũ trưởng giáo chúng ta trưởng giáo nói ngươi tốt nhất hôm nay liền cùng chúng ta cùng nhau hồi tà u cung đi thần phục chúng ta trưởng giáo bạc đãi không được ngươi chờ một chút đôi mắt xanh biếc tràn đầy linh khí Mỹ lệ ưu nhã hạt vũ trưởng giáo, lắc đầu. Chờ cái gì? Hạt vũ trưởng giáo thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ, ngươi một ý nghĩ sai lầm, cái này linh hạt phái ngàn vạn đệ tử, liền muốn một mệnh ô hô. Tà u cung nhị trưởng lão, ngoài cười nhưng trong không cười, vi hiếp nói nói, chúng ta trưởng giáo đại nhân, đó là phương Bắc 32 vực, thương long vực vực chủ dưới quyền trăm viên chiến tướng một trong, ngươi trở thành ta gia trưởng giáo tọa kỵ, chẳng phải là dưới một người trên vạn người. Hừ, Bản trưởng giáo nói chờ một chút, hạt vũ không vui nhíu mày. Tà U Cung Tam trưởng lão Hồ Nghi không hiểu. Ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Chẳng lẽ lại còn sẽ có người tới giúp ngươi linh hạt phái hay sao? Cái này thương long vực bên trên, có mấy người, dám cùng ta tà U Cung là địch. Ta! Một đạo bá đạo lạnh lùng thanh âm, thình lình, xuyên thấu hư không rơi xuống. Hạt vũ trưởng giáo, lập tức vui vẻ, đứng dậy tần thiên đại nhân. Ngươi đã trở về. Tà U cung nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, xoay người nhìn đập vào mắt vành mắt là một cái quần áo màu trắng, khí độ thần bí thanh niên. Cảnh giới tu vi, bất hủ kỷ nguyên cảnh 99 bước. "Hảo tiểu tử, ngươi nói cái gì?" "Ngươi dám cùng ta Tà U cung là địch?" Không nhìn bản thân đức hạnh gì, thấp kém tu vi, lập tức quỳ xuống nhận lầm, "Nếu không, Tà U cung nhị trưởng lão." Tranh cười gằn thể nội thượng vị chuyển sinh cảnh 10 bước tu vi khí thế phóng thích. Chết! Tần Thiên lười nhắc nhiều lời, vừa sải bước ra, lôi đình vạn quân lực lượng, như là bàn tay vô hình, trong khoảnh khắc, hủy diệt tất cả. A, à, tà u cung nhị trưởng lão, tam trưởng lão, hai người huyết nhục sụp đổ, linh hồn chôn vùi. Một ngón tay không nhúc nhích, liền giết trong nháy mắt tà u cung hai cái trưởng lão, hạt vũ gặp một màn này, trước mắt là một mảnh kinh diễm, mê ly, sùng bái, tần thiên đại nhân, ngươi đi thiên ma cuộc thời gian một tháng, vậy mà biến lợi hại như vậy. Hắc hắc. Ta có thể bắt đầu, ta thống nhất phương Bắc 32 vực kế hoạch. Hạc vũ, theo ta đi diệt tà u cung, sau đó nha, trực tiếp cùng cái kia thương long vực vực chủ ngã bài, hắn là thần phục ta, vẫn là chờ ta đánh đến tận cửa đi. Tần thiên vừa nói, đi xuống ngoài điện. Hạc vũ tự nhiên là, theo đuổi không bỏ, khéo léo đi theo thanh niên sau lưng thương long vực vực chủ là tu vi gì mặt khác đối phó xong thương long vực cái khác 31 vực nhất định sẽ cảm thấy được áp dụng bất đồng biện pháp đem phương bắc 32 vực đại thể tình huống toàn bộ nói một chút tốc độ không nhanh không chậm chạy như bay trên bầu trời tần thiên hỏi ý kiến hỏi tốt hạt vũ cầm hơi điểm kiên nhẫn tự thuật thương long vực tại phương bắc 32 vực thuộc về một cái nhỏ nhất khu vực thương long vực vực chủ cảnh giới tu vi tại dung hợp chuyển sinh cảnh, về phần hạng gì cặn kẻ tu vi, không được biết rồi. 32 vực, mạnh nhất hai cái khu vực, một cái là thiên long khu vực, một cái là tiên liễu khu vực. Thiên long vực chủ, là bác hoang cảnh hạ vị cảnh. Tiên liễu vực vực chủ, mộ dung liễu, giống nhau là hạ vị cảnh. Lợi hại nha. Thiên ma quật bên trong, ta như vậy ngược cái kia mộ dung liễu tiểu nương môn, nếu hắn có thể triển khai toàn lực, hạ vị cảnh tu vi, nhất định là nghiền ép ta, Tần Thiên nhớ tới ở đây, khóe miệng cười yếu ớt, rất nhanh, ta còn có thể cùng nữ nhân kia gặp mặt, dù sao thống nhất phương Bắc 32 vực. Hắn cái này mạnh nhất tiên liễu vực vực chủ, ta sao có thể, làm như không thấy đây. Chốc lát canh giờ về sau, đi tới tà U Cung. Không một lời. Tần Thiên lấy ra cửu U Cung tam tiễn, định thiên hạ. Sưu. Sưu. Kéo cung, trăng tròn một mạch mà thành ba mũi tên rơi vào tà u cung khí phái bàn đại tông môn bên trong ầm 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 thời gian một cái nháy mắt tà u cung hủy hoại chỉ trong chốc lát đệ tử tử thương hầu như không còn khoát đầu tán máu me đầm đìa tà u cung trưởng giáo xông ra phế tích ánh mắt kinh khủng thấy được trên bầu trời xa xa hai người lúc mới là mê hoặc tới a à. hạt vũ là ngươi làm chuyện tốt không là đại nhân nhà ta gây nên, tà u cung trưởng giáo, ngươi liền cam chịu số phận đi, hạt vũ tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt hí ngược. Đại nhân nhà ngươi, tà u cung trưởng giáo, nhìn về phía tay cầm cựu u cung, áo trắng như tuyết thanh niên, ngươi. Ngươi là ai, bất hủ kỷ nguyên cảnh 99 bước, không có khả năng nha, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì giúp hạt vũ. Đại nhân nhà ta, thế nhưng là thương long vực vực chủ, các hạ nghĩ thông suốt, hôm nay đến đây dừng tay, còn kịp. Huyên náo chói tai. Nho nhỏ thiên vị chuyển sinh cảnh tu vi, giết ngươi, không cần hệ thống trạng thái đều dễ như trở bàn tay, tầng thiên sát khí cũng, thể nội lực lượng cuồn cuộn rót vào cửu u cung. Ầm. Um, Ầm. Um, Ầm. Um. Thiên hôn địa ám, quỷ thần kinh khóc. Cả người lực lượng rót vào cửu u cung bên trong, tầng thiên chậm rãi dơ lên trường cung, kéo động dây cung sắc bén kinh khủng sức mạnh cấm kỵ, sinh ra tạo nên. Không. Ngươi. Ngươi điên rồi, thương long vực chủ, sẽ không tha ngươi. Tà U Cung trưởng giáo, cảm nhận được trước nay chưa có tử vong âm dương, xuất ra đào mệnh pháp môn, trốn tới phương xa. Cửu U Chi Tiễn, nhất tiễn đảng kiền khôn. Tần Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV khóe miệng tà ác tiếu dung, một sợi tiễn mang quan hoa, xé rách vạn của thiên địa. A, à tà u cung trưởng giáo không có lực phản kháng chút nào bị cử u chi tiễn đuổi kịp gạt bỏ hạt vũ nhìn là nhiệt huyết dân trào ánh mắt sùng bái mê ly tần thiên đại nhân thiên ma cuộc bên trong ngươi đến cùng gặp cơ duyên gì biến thật lợi hại quả thực là vô địch tung hoành hạt vũ trước đó lựa chọn đầu nhập vào ngươi quá đúng hắc hắc đây là cái bắt đầu mà thôi hạt vũ đi theo ta sớm muộn là cái này phương bắc ba mươi hai vực bên trên dưới một người trên vạn người nhân vật. Tần Thiên cười tủm tỉm ném ra một hạt đường đậu lời nói cho Thương Long vực chủ phát đi bái thiếp. Trong vòng ba ngày, để hắn nghĩ kỹ, đến linh hạt phái. Thần phục ta, có thể miễn đi vừa chết, không thần phục à, một mực mang theo đại quân, đến linh hạt phái khai chiến. Tốt! Nguyên bản trong lòng còn có mấy phần lo lắng chần chờ hạt vũ, bị thanh niên tản ra tuyệt thế vương giả bá đạo khí phách, hoàn toàn phủ lên, không thể tự vệ nàng đã trải qua quyết định vô luận như thế nào đi theo thanh niên trước mắt đây chính là vương giả mị lực một khi sóng gió nổi lên thương long vực bên trên như là một cái mặt hồ bị đầu nhập vào sơn nhạc cự thạch tầm thường linh hạt phái xuất hiện một cái cường giả bí ẩn diệt tà u cung còn hướng thương long vực chủ tuyên chiến thế lực khắp nơi sau khi nghe được tin tức này không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh cùng lúc đó thương long vực một chỗ trong đại điện, ngồi đầy bóng người. Ngồi ngay ngắn thượng vị, thì là một người mặc ngũ trảo kim long trường bào, bộ dáng lạnh lùng nam tử, ha ha. Linh hạt phái, uy phong thật to nha, công nhiên khiêu khích bản vực chủ. Cho là có một cái cường giả bí ẩn trợ giúp, liền có thể xưng bá thương long vực. Tà U Cung trưởng giáo, nói thế nào đều là bản vực chủ tọa hạ trăm viên chiến tướng một trong, còn dám gạt bỏ. Vực chủ, ngươi nhanh hạ lệnh đi, chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, trực tiếp đi diệt linh hạt phái, cùng cái kia cường giả bí ẩn, trong điện đang ngồi, chính là thương long vực chủ thống ngự trăm tên chiến tướng, mười đại trưởng lão. Trăm viên chiến tướng, đều là một phe thế lực trưởng giáo, tu vi tại thiên vị chuyển sinh cảnh cấp độ, mười đại trưởng lão cảnh giới thì là tại thánh vị chuyển sinh cảnh bồi hồi, đại trưởng lão mạnh nhất, tổ vị chuyển sinh cảnh. Chư quân chớ loạn, cái kia linh hạt phái dám can đảm vô pháp vô thiên, nhất định là có nơi dựa dẫm trước mắt muốn điều tra chính là linh hạt phái cái kia cường giả bí ẩn đến cùng là dạng gì tu vi cấp độ mười đại trưởng lão bên trong đại trưởng lão tuổi già sức yếu giỏi về mưu tính ha ha một cái linh hạt phái có thể có lợi hại gì nhân vật chúng ta nhiều người như vậy thêm thượng vực chủ đi ra ngựa chính là hạ vị lục hợp cảnh cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh đối với thương long vực đại trường lão nói những người khác xem thường. Nghe ta hiệu lệnh. Bản vực chủ dĩ nhiên hạ quyết định. Đột nhiên lạnh lùng khuôn mặt thương long vực chủ đứng dậy lập tức điều binh phái tướng. Các ngươi theo ta cùng nhau đi linh hạt phái, chiếu cố cái kia cường giả bí ẩn. Cảnh sát dạt dào vui vẻ phồn vinh linh hạt phái bên trong, hạt vũ ngồi ở trong sân, đại nhân, thương long vực chủ bên kia, hôm nay cũng nên đến rồi đi, ta xem 8-9 phần 10, sẽ không trực tiếp thần phục đại nhân, không thể thiếu một trận ác chiến. Ha ha, lúc đó một mình ta xuất mã là được rồi. Bắt giặc trước bắt vua, không thần phục, vậy ta liền giết thương long vực chủ. Giết người lập uy, những người khác, tất nhiên thần phục ta, tần thiên nhấp một ngụm trà, hời hợt vừa nói, thể nội lại dào dạt ra một cổ, ngập trời giết chóc khí thế. U, vừa nói đến thì đến rồi. Hồng hộc rầm rầm. Các bay đá chạy, đất trung núi chuyển, ô áp áp đội hình, từ xa đến gần, đứng sừng sững ở linh hạt phái bên ngoài. Cổ này nhân mã, tối thiểu trên vạn người nha, trong đó một cổ kinh thiên khí thế, khủng bố cực đoan, chấn nhiếp linh hạt phái, lung lay sắp đổ. Thương Long vực chủ, đích thân đến. Hạt vũ kiều quyền nắm chặt, sợ hãi là khó tránh khỏi, đại nhân, ta và ngươi ra ngoài. Tốt. Tần thiên nhẹ gật đầu, quay người xuất hiện ở linh hạt phái bên ngoài. Một bộ áo trắng, mái tóc màu đen thanh niên thản nhiên như thường tư thái nhìn về phía trước thông thiên tế nhật hạo đội hình lớn quanh quanh phô thiên cái địa bóng người tản ra thương long vực chủ bay ra ta làm sao xuất hiện một cái bất hủ kỷ nguyên cảnh 99 bước tu vi tiểu tử linh hạt phái trưởng giáo giúp các ngươi linh hạt phái cường giả bí ẩn đâu không phải nói để cho ta tới thần phục hắn sao đây chính là tần thiên đại nhân Hạc vũ lúc vẻ mặt nghiêm túc quát mắng nói Tần Thiên Đại Nhân Tần Thiên, cái tên này, có chút quen tai nha Thương Long vực chủ ánh mắt trợn lên Thiên Địa Thánh Tử Đại Chiến Đảng sinh ra cái kia Thiên Địa Thánh Tử Vương Giả Tần Thiên Chẳng lẽ, Diệt Tà U Cung Linh Hạc Phái Cường Giả Bí Ẩn Chính là ngươi tiểu tử Thiên Địa Thánh Tử Đại Chiến Dựng dục ra Thánh Tử Thiên Kiêu Tuy nói là 800 khối siêu cấp đại lục bên trong chọn lựa ra Thế nhưng là tư chất, tiềm lực Để vào đăng thiên linh vực cũng là một đời thiên kiêu chi tử. Nhất là, trước đây không lâu thiên địa thánh tử đại chiến, xuất thế một cái thánh tử vương giả nha, pháp chỉ vang vọng đất trời, thánh tử vương giả Tần Thiên Danh Hào, tự nhiên là nổi tiếng, không ai không biết. Ha ha, biết thật là tại hạ, Tần Thiên nhẹ gật đầu, Thương Long vực chủ, nhàn thoại nói ít, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống. Bất Hủ Kỷ Nguyên cảnh 99 bước, can đảm dám đối với nhất vực chi chủ, đi thẳng vào vấn đề nói ra lời này dũng khí đảm phách, dĩ nhiên hằng cổ hiếm thấy. Ha ha ha. Thương Long vực chủ, phình bụng cười to, Tần Thiên. Cốc một cái thiên địa thánh tử vương giả Tần Thiên, khí phách rất lớn nha, không cần biết ngươi là cái gì cái thế vô địch thiên tài, thực lực vô song. Bất hủ kỷ nguyên cảnh 99 bước, liền mưu toan bản vực chủ thần phục ngươi. Không sợ cho ăn bể bụng sao? Há, không thể đồng ý đi, không thể đồng ý, liền đánh đi thon dài mười ngón giao nhau đùng đùng xương tiếng vang truyền ra tóc dài không gió mà bay tần thiên cất bước đi ra bắt đầu đi các ngươi là từng cái một đến hoặc là cùng nhau tiến lên nói khoát mà không biết ngượng đồ vật vật chủ ta đi giết hắn không cần ngài xuất thủ một cái thương long vực trưởng lão động thân bay ra cho thấy thánh vị chuyển sinh cảnh 99 bước đỉnh phong tu vi trình độ. Cũng tốt. Liền để ta tận mắt nhìn thấy dưới, cái này thiên địa thánh tử vương giả tần thiên Là một cái như thế nào thiên tài yêu nghiệt Thương long vực chủ Tiếu dung lạnh lẽo Phản phất đem tất cả Chơi tại bàn tay Căn bản không đem tần thiên Xem như đại địch Cẩu vật Chỉ ngươi cũng xứng Giao thủ với ta Tần thiên phun một bãi nước miếng Khí thế liên tục tăng lên Đánh nát càng khôn Đinh Đinh Chúc mừng chủ ký sinh mở ra Super Saiyan cấp 7 Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 2.000 lần điểm chiến lực công suất. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra yêu nghiệt hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1.500 lần điểm chiến lực công suất. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra cao cấp vĩ thú hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra thần cấp tam đoạn bát môn độn giáp chi trận. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra trái ác quỷ, Gomu Gomu no Mi tứ cấp. Trùng điệp hệ thống hình thái, trong nháy mắt mở ra. Kim sắc trường, quan mang vạn trượng như là cự long chiếm cứ đầu vai nằm sấp phía sau toàn thân bao vây lấy hồng sắc viên hầu da lông cái mông sau một cây kim sắc viên hầu cái đuôi cả người tràn đầy yêu dị cùng tà mị hình thành so sánh rõ ràng bạo tạc vô địch tính khí thế khoái động càng khôn trăm vạn dặm nghìn vạn dặm đại địa không chịu nổi phụ trọng kịch liệt lắc lư mặt đất bao la trầm luân chia năm xẻ bảy làm sao có thể đứng ở tại chỗ xem kịch vui thương long vực chủ con người hoảng sợ phóng đại sau khi biến thân thanh niên cho mình đều là mang đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy hiếp độ cung thánh vị chuyển sinh cảnh 99 bước thương long vực trưởng lão sắc mặt ngốc trệ yêu quái ngươi cái quái vật này ha ha nói nhảm hết bài này đến bài khác đi chết đi một lời không hợp liền có thể rút đao khiêu chiến trên cánh tay cơ bắp bành trướng nhấp nhô tần thiên một quyền đánh ra phá phôi long quyền bạo kèm theo thần cấp tam đoạn chung cực tịch tượng phá phôi kamehameha kèm theo thần cấp tam đoạn chung cực nai gai mấy loại kỹ năng dung hợp tại một cái tản ra uy lực tuyệt đối là hồ tưởng tượng không thương long vực trưởng lão đưa thân vào tử vong trong vòng xoáy nơi đó còn dám xem thường một thân tu vi lực lượng phát huy vô cùng tinh tế thi triển Đông đông đông, loạn choạng chật vật bay ngược ra trăm trường xa. Một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi, kinh khủng thế công, tiếp tục đánh tới. Thất thập nhị biến, Nhật Nguyệt tinh thần. Thất thập nhị biến, Hô Phong Hoáng Vũ. Thất thập nhị biến, Tác Đậu Thành Binh. Tràn ngập hủy thiên diệt địa uy lực tinh thần, từ trên trời giáng xuống. Mưa như trút nước, rửa sạch vạn vật càng khôn. Từng Tôn Thiên Binh thiên tướng biến ảo mà ra. Thất thập nhị biến, phiên giang đảo hải Thất thập nhị biến, điên đảo âm dương Thất thập nhị biến, điện thiểm lôi minh Thô to giữ tận lôi đình, tựa như là độc xà, xé rách hư không Thiên địa chợt tối chợt rõ, âm dương nghịch loạn Đất trung núi chuyển, chấn vỡ hoàng vũ Thất thập nhị biến, hàng long phục hổ Thất thập nhị biến, hàng yêu phục ma Thất thập nhị biến, phần sơn chữ hải Lửa nóng hừng hực, thông thiên tế nhật, che phủ thiên địa. Thần bí quang mang, khắc chế vạn tà yêu ma. Tự nhân giữ tận, chém giết mảnh hổ cự long. Mỗi loại biến hóa chi thuật, tầng tầng lớp lớp. Trong phút chốc, thánh vị chuyển sinh cảnh 99 bước đỉnh phong tu vi Thương Long vực trưởng lão, đều là trọng thương, hoa hoa thổ huyết, nửa chết nửa sống. Yêu nghiệt. Ngươi dám? Gặp một màn này, ba cái Thương Long vực trưởng lão trăm miệng một lời hét to, cùng nhau lướt đi. Ha ha ha! Thần sắc tà ác khát máu, ngửa mặt lên trời cười to. Đến được tốt, ta liền sợ các ngươi không dám động thủ. Cửu U Cung xuất ra, tần thiên tiêu sái quyết đoán, quay người kéo căng dây cung. Tam tiễn, định thiên hạ. Sư! Sư! Cảnh tượng khó tin trình diễn, ba mũi tên, miễu sát ba cái thánh vị chuyển sinh cảnh đỉnh phong tu vi thương long vực trưởng lão. Yên lặng như tờ, lặng ngắt như tờ. Thương Long vực chủ, đều là ngây ngẩn cả người. Thế gian, gì có như vậy cấm kỵ, nhân vật cái thế. Bất hủ kỷ nguyên cảnh 99 bước tu vi, kéo cung ba mũi tên, vẫn là ba vị thánh vị chuyển sinh cảnh đỉnh phong tồn tại. Xanh biết hổ phách con mắt, nổi lên gợn sóng, hạt vũ nhìn nhiệt huyết sôi trào, thân thể mềm mại nóng hổi được. Tần thiên đại nhân vô địch. Hắc hắc vô địch không dám nhận. Giết bọn hắn, là dư xài. Tần thiên tiếu dung, càng sáng lạn tà ác, thương long vực chủ, đừng cho tiểu lâu la đi tìm cái chết nha, ngươi tự đứng ra, chơi với ta chơi. Làm càng. Cả gan làm loạn yêu nghiệt, bản vực chủ nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, thực nhục tẩm bị mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Thương long vực chủ, đi hướng về phía trước, thể nội phát tiết ra mênh mông vô biên, áp sập vạn vật thần lực ba động. Dung hợp chuyển sinh cảnh 50 bước. Cạc cạc cạc. Ta muốn buông tay đánh cược một lần nha. Bất hủ kỷ nguyên cảnh 99 bước, ứng phó dung hợp chuyển sinh cảnh 50 bước, cơ hồ vượt qua ròng rã một cái đại cảnh giới cấp độ, trên lệch không thể di bổ. Tần thiên hít sâu, thực chất bên trong lực lượng, từng tia từng sợi rót vào cửu U cung. Cửu U chi tiễn, nhất tiễn đảng kiền khôn. U UH hắc cấm kỵ mũi tên, kéo lấy địa ngục cửu U chi lực, trầm luân chư thiên. Miễu sát tiên vị chuyển sinh cảnh, quy khư chuyển sinh cảnh tồn tại, đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà dung hợp chuyển sinh cảnh 50 bước thương long vực chủ, cười bỏ qua, hạt gạo chi quan. Nhưng là có thể tại bất hủ kỷ nguyên cảnh 99 bước, thể hiện ra như thế vạn cổ tuyệt không chiến lực, ngươi cái này thiên địa thánh tử vương giả danh bất hư truyền, hôm nay không giết ngươi, ngày sau tất thành họa lớn, đi chết đi cho ta. Ẩm Ẩm Bóng tối cửu U Chi Tiễn vỡ nát hầu như không còn, tan thành bọc nước. Bát ngát sơn hà đại xuyên cảnh tượng, hủy hoại chỉ trong chốc lát, không còn tồn tại. Thương Long Ấn Sau một khắc, Thương Long vượt chủ, mặc niệm pháp quyết, một đạo ấn ký che khuất bầu trời, chiếm cứ cự long, từ trên trời giáng xuống. To lớn không thể nhìn bằng nửa con mắt lực lượng, bình thường dung hợp chuyển sinh cảnh cường giả, đều là khó mà chống đỡ. Vị diện chi lực, trấn áp chư thiên tần thiên một tiếng kêu gọi xa xôi cửu trọng thiên hỗn độn thần thánh cổ lão mênh mông vị diện chi lực giáng lâm bành 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 hủy diệt pháp tắc không gian pháp tắc lực lượng cùng nhau dung nhập vào vị diện chi lực bên trong mới là hóa giải thương long vực chủ trấn áp thế công a à, yêu nghiệt ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể tại bản vực chủ trên tay nhảy nhót bao lâu thời gian thương long vực chủ phi thân ra ngoài triển khai công sát cân đẩu vân không gian chi dực tăng lên tốc độ tần thiên lại có hỗn độn rine saringan khám phá công kích của đối phương quỷ tích không ngừng trốn tránh kéo động cửu u cung quần nhau chống lại siêu cấp thần la thiên chinh siêu cấp địa bạo thiên tinh siêu cấp thần uy giảo sát nhãn lực ngoại phóng uy lực kinh dị không chịu nổi một kích không chịu nổi một kích yêu nghiệt tiểu tử thúc thủ chịu trói đi bản vực chủ cho ngươi thống khoái thương long vực chủ ngoài thân vô biên vô tận thần lực trung chuyển thế không thể đỡ ha ha thật sự cho rằng ta làm không qua ngươi tần thiên liếm môi một cái con ngươi phản chiếu ra điên cuồng sắc thái bất luận là bất tử chi thân hình thái vẫn là thái cổ nhân tộc thập đại thánh khí phục hy thông thiên trụ chính mình cũng có lòng tin giết chết cái này thương long vực chủ bất quá mà bản thân vẫn không muốn dùng hai loại thủ đoạn bởi vì chính mình muốn nhờ thương long vực chủ chèn ép kích tự thân tiềm lực bước vào chuyển sinh bất tử cảnh tại thiên ma quật bên trong không thể tấn thăng chuyển sinh bất tử cảnh thật là có điểm tiếc nuối nha khoảng cách yêu nghiệt hệ thống phiên bản thăng cấp hoàn thành còn có thời gian một tháng không có kinh nghiệm trị ban thưởng tình huống dưới mình cũng không thể ngừng bước không tiến ha ha cái thế vô địch thiên kiêu thiên địa thánh tử vương giả Bản vật chủ có thể trấn sát giống như ngươi vạn cổ hiếm thấy nhân vật, thực sự là thống khoái nha. Linh hạt phái bên ngoài, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt trầm luân, thương long vực chủ, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nghiền ép phía trước cái kia, một đầu kim sắc trường, cầm trong tay trường cung thanh niên. Không phải là có, không gian chi dực, cân đẩu vân, song trọng thủ đoạn bạo tăng tốc độ, tầng thiên này nháy mắt xuống tới, có lẽ thực sự cho thương long vật chủ chém giết. Dung hợp chuyển sinh cảnh 50 bước coi là thật không thể khinh thường. Còn vẫn là phương Bắc 32 vực, yếu nhất một cái khu vực vực chủ. Thiên Long khu vực, tiên liễu khu vực vực chủ, đều là hạ vị bác hoang cảnh cấp độ. Đột phá cảnh giới, xu thế tất thành. Tần thiên con ngươi kiên định, thừa nhận thương long vực chủ lần lượt kinh thiên sát chiêu. Phản phất là mênh mông đại hải bên trong một chiếc thuyền con, mặc cho hắn kinh đào hải lãng, vạn trượng gợn sóng, chính là hiểm mà hiểm, sừng sững không đến đồ hỗn trướng. Ngươi cái này đánh không chết sâu kiến, con gián. Bản vực chủ để ngươi xem một chút, lá bài tẩy của ta. Thương Long vực chủ, khóe mắt nhai muốn nứt, cuồng loạn, thật sự là bản thân rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng chính là giết không được một cái thấp kém cảnh giới người trẻ tuổi, để hắn nổi giận, một lần đánh mất lý trí. Thương Long đại ấn. Trống. Trống. Thương không phá nát, một cái vạn trượng gần sóng, không gặp được cuối cự long hư ảnh hiện ra, từ từ trấn áp xuống. Hồng hoang vô biên đại địa, liên tiếp vỡ nát đổ sụp. Tần thiên ngửa mặt nhìn lại, thân thể bị ngũ hành đại sơn trấn áp giống như, chậm rãi hạ xuống, muốn bị đánh nhập địa ngục, vĩnh viễn không mặt trời. Hắc hắc! Trò hay, mới bắt đầu đâu? Ánh mắt bình tĩnh, tần thiên dơ lên cửu u cung. Sưu! Sưu! Một đạo nói cửu u chi tiễn, công kích tại vạn trượng cự long hư ảnh bên trên tựa như là tạc đạn đem liên miên chập trùng sơn mạch nổ tung từng cái lỗ thủng đối với cự long hư ảnh chỉnh thể mà nói không đáng nhắc đến vô dụng một chiêu này chính là dung hợp chuyển sinh cảnh 50 bước 60 bước tu sĩ đều muốn rơi lớp da huống hồ là ngươi tiểu tử này thương long vực chủ giống như gặp được tần thiên tức sẽ vẫn lạc hình ảnh biên cùng cười ha hả lệ ly xuyên kim liệt thạch cao hót vang tiếng vang triệt một đầu triển khai cánh toàn thân che kín linh vũ tiên hạt phóng lên tận trời súc sinh cũng dám tới quấy rối gặp một màn này thương long vực chủ chẳng thèm ngó tới đông 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 tiên hạt đập xuống mặt đất biến thành hạt vũ trưởng giáo vết thương chồng chất hấp hối đáng giận không nghĩ tới nàng sẽ phấn đấu quên mình tới cứu ta kỳ thật ta căn bản liền sẽ không bị thương long vực chủ chém giết chỉ là muốn kích thích bản thân, đột phá cảnh giới mà thôi. Tần Thiên nhìn thoáng qua bị thương nặng hạt vũ, tráng nổi gân xanh lên, lửa giận thúc đẩy dưới, thần lực trong cơ thể lao nhanh gào thét bên trên nhảy lên. Hắc hắc! Đầu này tiên hạt, cũng là khó được. Thần phục bản vực chủ, làm tọa kỵ của ta tốt. Thương long vực chủ, đi xuống mặt đất, chuẩn bị thu phục hạt vũ. Đồ chết tiệt, ta muốn ngươi chết. Tần Thiên hét lớn một tiếng, thương khung đổ sụp, vạn trượng cự long hư ảnh, rầm rầm chôn vùi. Đinh Đinh Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, đột phá chuyển sinh bất tử lĩnh vực, chuyển sinh cảnh một bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp chuyển sinh cảnh hai bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp chuyển sinh cảnh ba bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp chuyển sinh cảnh bốn bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp chuyển sinh cảnh năm bước. Tu vi, đúng hạn mà tới, bước vào chuyển sinh bất tử lĩnh vực. Lực lượng gấp bội bạo tăng. Tần thiên một đôi mắt, xuyên qua vạn cổ, chúa tể sinh tử của một người. Đi xuống hạt vũ thương long vực chủ, toàn thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt toát ra, cứng ngắc nhìn lại, ngươi. Đột phá. Dạ ta một hồi, chỉ là hạ vị chuyển sinh cảnh năm bước. Bản vực chủ, làm theo nghiền ép ngươi. Đã thương ta người, ngươi có biết không địa, muốn bỏ ra cái giá gì? Tần Thiên một mặt băng lãnh nghiêm nghị, mỗi chữ mỗi câu khiển trách hỏi. Ngươi, thương long vực chủ, ít hầu nhúc nhích, nói không nên lời chữ đến, bởi vì hắn cảm thấy, cổ họng của mình để ma quỷ đại thủ bóp lấy, sắp ngạt thở. Tam hồn thất phách, trước nay chưa có run rẩy. Cắn cắn đầu lưỡi, thanh tĩnh mấy phần, các ngươi còn chờ cái gì, cùng nhau tiến lên, giết tên yêu nghiệt này. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhanh. Giết. Nghe được thương long vực chủ mệnh lệnh, đứng ở đàng xa hơn vạn tên cường giả, trùng trùng điệp điệp, tiếng giết như sấm. Hít sâu một hơi, lồng ngực hơi nâng lên, tần thiên mở to miệng, ra lôi đình chi hống, giết. Một người thanh âm, dao động bát hoang. Vượt trên hơn vạn tên tu sĩ gào thét. Sư. Sư. Cửu U Cung kéo động, trậm rạp chằng chịt hắt sắc mũi tên, phá vỡ thiên không, trở thành nhất lộng lẫy chói mắt đồ vật. Rầm rầm. Quyết nhục văn tung tóe chồng thi như núi hơn vạn tên tu sĩ không một người ngăn cản được mũi tên kia mũi tên bắn giết thương long vực chủ ánh mắt sợ hãi mệnh vận pháp tắc chúa tể thiên địa thần bí khó lường chí cao vô thượng mệnh vận pháp tắc lực lượng triển khai tầng thiên một ánh mắt nhìn về phía thương long vực chủ liền như là cho khống chế vạn cổ vận mệnh thần linh nhìn xuống tam hồn thất phách để hư vô vận mệnh chi lực chém giết Dung hợp chuyển sinh cảnh 50 bước tu vi thương long vực chủ, thất khiếu chảy máu, ngã xuống trên mặt đất. Dết. Tần thiên kéo động cửu u cung, mấy mũi tên, xuyên thủng vỡ vụn thương long vực chủ huyết nhục chi khu. Thử hỏi giờ này khắc này, còn có ai? Ở đây ai, không phải dùng một loại ngưỡng vọng, ánh mắt sợ hãi, nhìn về phía bạch y kim thanh niên. Hô. Tần thiên xoay người sang chỗ khác, các ngươi, còn không thần phục sao? dĩ nhiên sợ vỡ mật các tu sĩ, trầm trầm quỳ xuống lại tần thiên đại nhân. Chúng ta thần phục ngươi, đừng có giết chúng ta. Từ hôm nay, cái này thương long vực, ta làm chúa tể. Ngươi đợi ngày sau dám can đảm sinh lòng khó lường, hạ tràng so thương long vực chủ, thê thảm vạn lần. Thanh niên lạnh lùng thanh âm, trót vào mỗi người linh hồn, cốt tủy, không cách nào mẫn diệt. Cùng lúc đó, phương Bắc 32 vực, thiên long vực. Thiên long vực chủ, là một khôi ngô hán tử cao lớn, giờ phút này lại cung cung kính kính, đứng ở một cái trường sam thanh niên trước mặt, dạ phạm thiếu chủ, có gì phân phó, ngươi cũng có thể nói, bản vực chủ nhất định dốc hết toàn lực phụ trợ. Thanh niên khí tức công quý, tu vi cuồn cuộn thâm bất khả trắc, ánh mắt bể nghệ ngạo nghệ tất cả, ngoạn vị nhìn xuống phía trước thiên long vực chủ, thiên long vực chủ, ta lần này đến, đại biểu thế nhưng là dạ thần nhất tộc, chính là vì thống nhất phương Bắc 32 vực, người cái thứ nhất hiệu trung ta, rất tốt. Nghe nói tiên liễu vực vực chủ, nhận được ta thiếp mời, cự tuyệt thần phục ta, vậy thì dễ làm rồi. Ngươi liền mang theo thiên long vực, cùng nàng khai chiến, bổn thiếu chủ tại thời điểm thích hợp, xuất thủ tương trợ. Tuân mệnh. Thiên long vực chủ, thần sắc bất đắc dĩ. Dạ thần nhất tộc, đăng thiên linh vực khu vực trung tâm, cổ xưa nhất một cái cự đầu thế lực nha, trước mắt dạ thần nhất tộc thiếu chủ từ trên trời giáng xuống, để hắn hiệu trung, hiện tại lại để cho hắn đi tiến đánh tiên liễu vực, bản thân trong lòng không muốn, cũng không dám ngổ nghịch. Đăng thiên linh vực, xem như thiên mang giới cái này rộng lớn hạch tâm của thế giới chi chỗ. Vô luận là phương Bắc 32 vực, hoặc là phía Đông Cửu Sơn, phía Nam Trăm Tông, phía Tây Hoang Cốc. Đều chẳng qua là vô tận truyền kỳ đăng thiên linh vực, biên giới một góc nhỏ. Chân chủ kinh khủng cự đầu thế lực, cái thế kiêu hùng, giống nhau chiếm cứ, hội tụ ở đăng thiên linh vực trung ương, nơi đó xưng là Đăng Thiên Cổ Địa. Dạ thần tộc, tại Đăng Thiên Cổ Địa bên trên, chính là một cái kéo dài vạn năm thời gian thần bí, thương cổ, xa xôi, bộ tộc mạnh mẽ. Cường giả xuất hiện lớp lớp, bác hoang cảnh cường giả, theo liền đi ra một vị trưởng lão, đều là tu vi như thế, tương truyền cái kia dạ thần tộc trường, càng là một tôn tham phá tạo hóa, chạm đến thiên cơ cấp độ cự đầu tồn tại, liên quan đến thiên cơ lĩnh vực nhân vật, đặt ở đăng thiên linh vực bên trên, 100% là không gì sánh kịp. Chí cao vô thượng cấp bậc Chiếm được dạ thần tộc thiếu chủ ra lệnh thiên long vực chủ, không thể làm gì, đi ra đại điện, điều binh phái tướng, chuẩn bị binh tiến công tiên liễu vực tai, cái này dạ thần tộc làm sao dám đến thu phục 32 vực đâu. Chẳng lẽ đăng thiên cổ địa bên trên, cái khác cự đầu thế lực, không có phát giác sao? Phương Bắc 32 vực, bình an vô sự, biên giới nát đất cục diện kéo dài quá dài tuế nguyệt, cũng là bởi vì đăng thiên cổ địa bên trên, rất nhiều thế lực tương hổ cản trở, không có một cái nào thế lực muốn rơi vào mục tiêu công kích hạ tràng, đến thôn phệ 32 vực cục thịt béo này. Thôi, bản vực chủ cái này một phương kiêu hùng, là làm không được, chỉ hy vọng có thế lực cường đại mau mau đến ngăn cản giả thần tộc tính toán, ta làm sao sẽ tiếp tục nhàn nhã biên giới mà trị. Đối kháng thương long vực chủ chiến dịch, Tần Thiên lẻ loi một mình, hào tình vạn trường, giết chóc vô địch vượt cấp diệt thương long vực chủ còn chém giết hơn ngàn tên thương long vực chủ mang tới tu sĩ thuận lý thành chương ngồi xuống thương long vực, chúa tể trên bảo tọa ngoài điện thanh niên áo trắng đứng chắp tay thời tiết như thế khói mù hình như có một trận chuyện không tốt sinh nha bất kể như thế nào ta thống nhất phương bắc 32 mươi vực rèn đúc bản thân thế lực kế hoạch không thể có chỗ đình trệ cùng sụp đổ lấy ta giờ này ngày này hạ vị chuyển sinh cảnh năm bước tu vi phương bắc 32 mươi vực trừ này mạnh nhất thiên long vực tiên liễu vực vực chủ ta còn không thể nghiền ép bên ngoài khu vực khác căn bản là dễ như trở bàn tay đại nhân thanh thúy giọng nữ từ xa đến gần váy dài mắt xanh lục thanh mỹ miêu điều hạt vũ chạy chậm đến đại nhân không xong có một tin tức thiên long vực hướng tiên liễu vực tuyên chiến hai nhà dĩ nhiên là dương cung bạc kiếm a à. tần thiên nghe vậy lấy làm kinh hãi thiên long vực chủ Tiên Liễu vực chủ, tu vi lực lượng ngang nhau. Thiên Long vực chủ, làm sao sẽ bỗng nhiên khai chiến? Nhất định là có hậu chiêu gì, hoặc là cường giả chỗ dựa đi. Căn cứ nghe đồn nói, Dạ thần tộc thiếu chủ, đột nhiên giá lâm, đi Thiên Long vực, đã thu phục được Thiên Long vực chủ, nghĩ phải chiếm đoạt phương Bắc 32 vực cục thịt béo này. Hạc Vũ giải thích nói, Dạ thần tộc thuộc về đăng thiên cổ địa bên trên, cổ xưa nhất, cường đại đỉnh tiêm một trong những thế lực trong tộc có vài vị bác hoang cảnh trưởng lão, tộc trưởng càng thêm là chạm đến thiên cơ cấp độ. Dạ thần tộc thiếu chủ, đại biểu là dạ thần tộc, thiên long vực chủ tự nhiên không dám ngỗ nghịch, mặc cho hắn thúc đẩy. Đại nhân, kế hoạch của ngươi chính là, thống nhất phương Bắc 32 vực, hiện tại đến rồi dạ thần tộc thiếu chủ, chúng ta muốn ứng đối như thế nào? Em đi. Thất sách A. Vốn cho là, đăng thiên linh vực khu vực trung ương những cái kia cự đầu thế lực, giữa hai bên có nhiều kiềm chế, không có người dám can đảm bốc lên thiên hạ cùng lắm tuân, đến nút mất 32 vực, bây giờ ngược lại là ta ngây thơ tầng thiên hai tay, vô ý thức nắm lại dạ thần tộc thiếu chủ. Hắn dạ thần tộc tộc trưởng đến rồi không sai biệt lắm. Một tên tiểu bối, mơ tưởng ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, hạt vũ, liền để thiên long vực cùng tiên liễu vực đánh tới đi. Ngươi lập tức ra thiết mời, ta từng cái một đi bái phỏng, quá lãng phí thời gian, để trừ thiên long vực, tiên liễu vực bên ngoài, cái khác 29 cái khu vực vực chủ, 10 ngày trong vòng, tề tụ đại điện này trước. Ta muốn thừa dịp thiên long vực, tiên liễu vực khai chiến. Thu phục phương bắc khu vực khác, lúc đó chỉ còn lại có thiên long vực, tiên liễu vực, dạ thần tộc đã thu phục được, lại như thế nào? Bất quá là uống một chút ăn cơm thừa rượu cặn, ta ăn thịt mỡ. T. Hạt vũ đôi mắt đẹp trầm ngưng, hô hấp cấp gáp, đại nhân, đây là cùng dạ thần tộc là địch nha, Hạc Vũ thề chết cũng đi theo ngươi, nhưng là đại nhân bây giờ đắc tội dạ thần tộc loại kia đỉnh tim thế lực, sợ là giữ nhiều lành ít, không có quả ngon để ăn. Ha ha ha, thanh niên đột nhiên ngửa mặt cười ha hả, đen kịp trường, không gió mà bay, một cổ bá đạo khí thế, quét sạch thương thiên, xé rách vạn cổ Hạc Vũ. Ngươi còn nghe không hiểu ta sao? Hắn dạ thần tộc lại như thế nào, ta không sợ. Cái này dạ thần tộc thiếu chủ, nếu là khiêu khích ta, ta cũng dám giết minh bạch. Nghe vậy, hạt vũ thần sắc lửa nóng, sùng bái nàng đang tìm hiểu một cái, vang dội cổ kim, hơn nữa khí phách tuyệt thế nhân vật. Chứng kiến kiểu người như vậy trưởng thành, vượt mọi trong gai, không phải ai, đều có tư cách cùng cơ hội. Đại nhân lời nhắn nhủ sự tình, hạt vũ ngay lập tức đi xử lý, cam đoan 10 ngày sau, 29 cái khu vực vượt chủ, hội tụ trước đại điện. Cân đẩu vân Thất thải quan mang, dưới thân dâng lên, phía sau không gian chi dực triển khai. Tần thiên một bước đi ra, động hướng chân trời, trong 10 ngày, ta sẽ gấp trở về. Bên kia, mặt đất bao la, núi non trùng điệp, ác núi ác nước. Tinh kỳ phiêu động, trường kích đao kiếm, lấp lóe hàng quan. Hai phe đội hình, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa đối nghịch. Khôi ngô mạnh mẽ thiên long vực chủ, lăng không đứng đấy, giọng chói tai, mộ dung liễu. Ngoan ngoãn thần phục đi, bằng không thì máu chảy thành sông, tiên liễu vực sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta thế nhưng là dân, dạ thần tộc thiếu chủ chi mệnh. Ngươi không phải không biết nói, điều này có ý vị gì đi, dạ thần tộc chính là chúng ta phương Bắc 32 vực liên hợp, đều không đối kháng được tồn tại. Dĩ nhiên lột đi nam trang, mặc vào váy dài, tú bay lên, mỹ lệ yêu kiều mộ dung liễu, tay cầm trường kiếm, dáng người ngạo nhân. Thiên Long vực chủ, ngươi si tâm vọng tưởng. Dạ thần tộc làm sao vậy, ta không sợ. Cùng lắm thì Ngọc Thạch câu phần, bản vực chủ cũng không thần phục. Ha ha. Thực sự là tính khí thật là lớn nha. Tiên liễu vực vực chủ, không nghĩ còn là một cương liệt nữ tử nha. Công quý khí chất, bộ dáng bướng bỉnh dạ thần tộc thiếu chủ, đứng ở thiên long vực đội hình hậu phương, ngoạn vị đem lộng lấy một khối Ngọc Thạch, thiên long vực chủ, thủ hạ lưu tình nha, ta muốn nữ nhân này còn sống mang về làm thị thiếp nô lệ, nàng cái này tính tình, hai ba ngày, cũng liền nói dốc ngoan ngoãn dễ bảo. Tuân mệnh thiên long vượt chủ, không dám ngỗ nghịch, cất bước đi ra, ra lệnh một tiếng, giết. Người phản kháng, hết thảy giảo sát. Hừ. Động thủ. Mộ dung liễu, cũng là ra lệnh. Che khuất bầu trời tu sĩ, hai cổ dòng lũ đồng dạng, chớp mắt sinh ra va chạm, mặt đất trầm luân, chia năm xẻ bảy. Mộ dung liễu, cùng thiên long vực chủ, cùng thi triển thần thông, tiến hành quyết đấu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.